Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. chương 281, ngờ vực vô căn cứ, một tiếng còi xe cảnh sát rú lên liên tục, bao trùm toàn bộ New York, con đường đã bị tuyết bao phủ, rất là náo nhiệt. Chỉ là mới sáng sớm, xe cảnh sát đã bao vây toàn bộ nơi này, người được phép ra vào, ngoại trừ cảnh sát New York, còn có một bộ phận điều tra viên của FBI trước đây chỗ này là nơi nhân viên làm việc, hiện giờ đã bị phong tỏa mới gian phòng phía ngoài để lấy lời khai của những nhân chứng quan trọng những người còn lại thì yêu cầu không được rời đi cảnh sát canh họ giống như canh tội phạm chứ không phải là người bị hại tuyết lớn bay lớn một chiếc xe thể thao cadillac màu đen gào thét mà đến trong nháy mắt đã đến gần tưởng chừng như đâm thẳng vào mấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ cho tới khi còn cách nhau mấy cm chiếc xe mới phanh kít một tiếng dừng lại một nam tử mặc tây trang cao lớn đẹp trai từ trong xe đi ra phanh một tiếng đóng cửa xe, trên mặt lạnh lùng vô kể, hai gã cảnh sát đứng bên ngoài nhìn nhau, giả dạng như không nhìn thấy, tùy ý cho hắn đi qua. Nam tử kia đi thẳng tới một loạt các gian phòng, đẩy cửa đi vào, bên trong chính là những công nhân vệ sinh, bắt thấy hắn vào, tất cả đều đứng dậy cúi mình vái chào. Smith tiên sinh, chúng ta tổn thất bao nhiêu, một gã công nhân cúi đầu, đại khái khoảng trên dưới 200kg, rốt cuộc là ai làm. Bill không thấy rõ, hắn bị người ta tát một cái ngất xỉu hiện giờ đang hỏi hắn, không thấy rõ, Smith gật đầu lặp lại, lúc đó các người ở đâu, việc lớn như vậy, các người lại báo cảnh sát, hơn nữa cảnh sát lúc nãy còn gọi điện thoại cho ta, các người biết thằng chết tiệt ai sừng nói gì trong điện thoại không? Smith tiên sinh, nhà máy của ông đã chết mấy người, chúng ta còn phát hiện chừng trên dưới 200kg heroin, xin hỏi có phải của các ông không, hòa ác, nó nói giống như đó là 200kg bột mì không bằng, chúng tôi. Trên mặt mấy người trực ca tối hôm qua đều thấp thỏm, đêm qua lạnh như vậy, sau khi xử lý xong công việc của nhà máy là bọn họ đi ngủ, nào ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lúc nhất thời họ không biết nói thế nào cho phải, là... Là người khác báo cảnh sát, cảnh sát tới đây rất nhanh, sau đó bọn họ kiểm tra đống rác này, bọn họ không cho phép chúng ta liên hệ với bên ngoài, thực tế là, cảnh sát đã phát hiện heroin từ trong đống rác từ trước, chúng tôi, chúng tôi, các người. Nghiến răng nghiến lợi phun ra cái từ này, nhưng mà bây giờ mà xử lý thì đúng là ngốc hết mức, nét mặt của hắn biến hóa nhiều lần hít sâu một hơi mở cửa phía sau một gã cảnh sát xuất hiện ở cạnh cửa này smith tiên sinh ông đã tới rồi hay sao buổi sáng tốt lành chứ nơi này là do ông quản lý nở một nụ cười smith quay người sang nói này aison chúng ta thật là có duyên hôm nay khí trời thật tốt cho nên tâm tình cũng tốt thật trùng hợp nơi này cũng do tôi quản lý đã chết bốn người còn có một người ác có thể là công nhân của ông, dù sao cũng là người làm công ở nơi của ông. Hắn bị người ta tát một cái ngất xỉu, còn một công nhân khác, bị trực tiếp bắn chết, ở giữa đầu, ông cũng biết, lấy góc độ chuyên môn mà nói, đó là một pha súng thật đẹp. Còn ba người công nhân khác có thân phận không rõ ràng, bọn họ bị ném vào máy ép hơn trở thành một cái bánh bích quy, tôi nghĩ sau khi xem xong ông sẽ dị ứng với bánh bích quy ba tháng, đó là thực phẩm rác rưởi. tân đây tôi có khuyên mọi người là không nên ăn. Tên cảnh sát gọi là Aisin kia rõ ràng muốn gây khó dễ với Smith, lúc này có chút hả hê nói, à, đương nhiên cũng khó nói, mafia trước đây thường làm loại chuyện này, đem người muốn xếp ném vào ép thành bánh bích quy, tôi đã nói có thể ép người Mỹ thành bánh, chuyện này lâu lắm rồi mới xảy ra, ha ha. Aisin cười lớn vỗ vỗ vai Smith, Smith thì cười rộ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, trong mắt đã có một tia hỏa khí, thu tay về, đối phương cũng thôi cười, là như vậy, chuyện này nếu như phát sinh ở nơi do ông quản lý, tôi nghĩ tôi muốn mời ông hiệp trợ điều tra. Đương nhiên, hiệp trợ cảnh sát phá án là trách nhiệm của mỗi công dân. Mặt khác, trong ba người bị ép thành bánh bích quy kia, có một người mang rất nhiều heroin, theo như phòng đoán sơ bộ của chúng tôi. Số heroin đó ước chừng 200kg. Bây giờ chúng tôi hoài nghi ông có liên quan tới số thuốc viện này. Ông có ý gì? Lớn tiếng nói, Smith đi tới một bước, người khác gây chuyện trong nhà máy của tôi, còn giết công nhân của tôi, các người lại cho tôi có tội, đây là việc mà cảnh sát các ông thường làm hay sao, chỉ là hoài nghi, chớ khẩn trương, ai xừng cười vốt tay. Việc tìm ra nguyên nhân, chứng cớ, xử lý vụ việc là chuyện của cảnh sát, nếu như chúng tôi quyết định khởi tố ông, ông đương nhiên có thể gọi luật sư biện hộ, chứng minh ông vô tội, ông hãy ở nơi này chờ một chút, sau đó chúng tôi đưa ông tới cục cảnh sát, từ nay về sau nếu có chuyện cần hiệp trợ, xin ngàn vạn. Lần đừng từ chối, hắn cười chuẩn bị rời đi nhưng mới đi được hai bước lại quay đầu à được rồi ông bây giờ có quyền giữ im lặng thế nhưng xin lỗi tôi nghĩ cái câu này ông đã nghe quá nhiều nhiều tới mức lỗ tai cũng ngớ ngáy tôi cũng không muốn nói nhiều nhưng mà vẫn phải nói cho ông biết ông lái xe quá nhanh hóa đơn phạt đã đặt trước cần gạt nhớ kỹ là phải tới nộp tiền phạt tạm biệt smith sinh cướp chó vung tay lên đột một cái vào cánh cửa tên cảnh sát đang đi dưới tuyết rơi phía xa xa nhún vai biến mất ở khúc quanh của con đường cùng lúc đó đống rác to ở giữa sân đang được xử lý có một đám đông đang xúm lại máu thịt bầy nhầy không còn phân được rõ nữa nhưng mà vẫn có thể tiến hành kiểm tranh hơn nữa tối hôm qua fbi hành động ở phi trường đã gặp phải sự phản kháng cho nên tình hình bây giờ không cần kiểm tra nhiều công việc chỉ là suy đoán và dự đoán hai người nhật bản một người mỹ căn cứ theo lời khai của những người ở sân bay thì họ đã bị bán nát xe cũng giống cho nên chắc chắn là hai người này Vấn đề hiện tại là xác định xem người làm là ai, viêm hoàng giác tỉnh, tạo vật kỳ tích hay là tên hoa tulip biểu định thích giết người. 200 ký heroin này chắc là của gia tộc Gambino, nhưng mà không căn cứ, cho nên họ sẽ không nhận tội đứng ở bên cạnh cái hố to, số nhân viên của FBI hiện giờ là 226, có cả Michelle Filippi. Lúc trước bởi vì hoa tulip đã làm chấn động Trung Quốc, cho nên phụ trách sự kiện lần này chính là hai tổ, nhưng mà ngoại trừ Dennis cùng Michelle tới đây, còn có một nam một nữ khác, bốn người đứng ở chỗ này, phân tích khả năng, tôi nghĩ có thể là hoa tuy lip, điều tra viên Dennis nói. Đương nhiên, nếu như chỉ căn cứ vào tin tức ngày hôm qua có được, thì đúng là phong cách của nàng, nếu như do nàng làm, chuyện này có chút quá đáng, Michelle nhíu nhíu mày. Dựa theo những gì đối tác cho biết, tuy rằng hoa tuy lip là người Trung Quốc, nhưng tin tình báo lại cho thấy, hai bên chẳng có liên quan gì cả, hoa tuy lip là người tự do, tình thế bây giờ đang mẫn cảm, không có người nào đối phó với nàng theo như tôi thấy, sáng sớm hôm qua nàng làm một trận, chắc là muốn uy hiếp bùi la ra Bắc Mỹ, khiến cho họ phải lùi bước, hiện giờ lại giết thêm hai người Nhật Bản không quan trọng để làm gì, chỉ để làm hả giận cho sự kiện ở thành phố Giang Hải kia thôi hay sao? Không sai, làm như vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, bên cạnh một gã điều tra viên vật đầu. Hai người Nhật Bản này là sứ giả đi tới New York, giá trị của họ không lớn, nhưng giết chết bọn họ thì sẽ khiến cho đối phương không còn thể diện gì cả, phân bộ bùi la gia ở mỹ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ làm những chuyện như thế này chứng tỏ hoa tùy lip đã điên rồi nếu không hắn sẽ không làm như vậy tôi nghĩ có thể là do người khác làm cố ý học theo phong cách của hoa tùy theo như tên bị ngất kia nói người đánh hắn là một người đàn ông lấy lực lượng của hoa tùy lip đương nhiên là có thể đánh ngất một người lực lưỡng nhưng nếu như là nam nhân hợp tác với hoa tùy lip thì chỉ còn lại đứa trẻ cố gia minh ở trung quốc tuy rằng không loại trừ khả năng bản thân hắn rất tốt thế nhưng chắc không đến được trình độ này Chương 282 Ngờ vực vô căn cứ, hai thuốc viện đến từ gia tộc Gambino, quan hệ của gia tộc Gambino cùng Sally hiện giờ đang căng thẳng, mà cố gia Minh lại có quan hệ với hai mẹ con nhà Sally, trong gió tuyết, một nữ điều tra viên nói. Đây là một mối liên hệ ta có thể nhận ra, tuy rằng 200 kg thuốc viện sẽ mang tới cho gia tộc Gambino một chút phiền toái, thế nhưng lấy thủ pháp giết người của Hoa Tuy Lip mà đánh giá, thì hơi khó hiểu, nàng hoàn toàn có thể đi giết chết Smith tân nhiệm giáo phụ John Damico, thì mới gọi là phát rồi. Khi mà hoa tùy líp và Bắc Mỹ bùi la ra xung đột, thì ai có lợi nhất, không sai, ở nước Mỹ, chỉ có liên quan tới tiền mới có xung đột với bùi la ra, cho nên ta nghĩ, khoảng 70% là do tạo vật kỳ tích làm, hoa Tuy líp không tới 30%. Ở chỗ đổ rác, những điều tra viên của FBI đang phân tích tình huống, ở trong trong một gian phòng, Castro đang cùng ngự thủ thương nói chuyện, về chuyện của độ biên quân đúng là chúng ta đã thất trách, ta sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này đối thủ là ai, chúng ta nhất định sẽ tìm ra à, hắn đã tới, hà ha hà. Ha. Hai năm trước hắn ở chỗ này chơi đùa, hai chúng ta cũng đoán không sai, Trung Quốc có một câu châm ngôn, anh hùng xuất thiếu niên, ừ, tạm biệt, cúp điện thoại, trên mặt của người phụ trách bùi la gia Bắc Mỹ hiện lên sự khinh khỉnh, sau đó cười nhìn về phía bàn đối diện. Ngư thủ tiên sinh đã bảo ta hỏi ngươi, choang chuyện tối hôm qua, bọn họ nghĩ có thể là hoa tuy lít, ngươi cho rằng thế nào, tôi cũng chỉ mới trở về không lâu, đúng vậy, phía đối diện truyền tới thanh âm nhàn nhạt, nhạt, như hòa giống như nữ nhân, nhưng mà căn cứ vào những chuyện trước mắt, sự tình lần này có chút bất đồng. Ta cũng cảm thấy như vậy, xin nói tiếp, không có mục đích, cũng không có lợi, Trang A Mie ngừng lại một chút, nói, hai lần trước hoa tuy lếp xuất thủ có mục đích rất rõ ràng, lần đầu tiên nàng ở đầu đường bắn giết, thể hiện năng lực của nàng, việc ung dung giết chóc, đã thể hiện nàng đã nắm trong tay toàn bộ sự việc. Lần thứ hai nàng lấy đi những tư liệu kia, tuy rằng nó hơi cũ, nhưng trải qua sắp xếp và nghiên cứu, thì ai cũng biết nó sẽ mang tới những hậu quả không ngờ, đấy mới là một uy hiếp lớn hơn. Lần thứ ba này, nàng chẳng có bất cứ lý do nào xuất thủ với bọn độ biên tiên sinh, mặc dù nàng ta muốn bọn họ chết, thì chỉ cần âm thầm thông báo cho FBI là đủ rồi. Chuyện kỳ quái hơn nữa là nghe nói nàng ta ném heroin của gia tộc Gambino trong đống rác thì thực sự quá buồn cười. Mặt khác, với ý kiến cá nhân, tôi thấy, khi bọn độ biên tiên sinh chết, tuyết ở trên xe đó vang khắp nơi. Hoa Tulip là một nữ sĩ mỹ lệ, nàng sẽ không bao giờ để máu dính vào người mình. Nếu để bị dính máu, thì đối với nàng ta chẳng khác nào một sự khinh bỉ. Cách nghĩ của chúng ta không mưu mà hợp. Castro cúi đầu, trong chốc lát cười cười nhìn phía đối điện, chú ý tạo vật kỳ tích, đảm bảo là chúng ta lúc nào cũng có thể ra tay với họ. Chúng ta không thể bị họ biến thành một đám ngu ngốc được. Càng là người thông minh, thì lại là những người điên nhất, bởi vì họ phải nghĩ nhiều chuyện làm việc cho chu đáo, đôi khi lại bị những suy nghĩ đó làm khuất mất tầm nhìn của mình một chén cà phê nóng cảm ơn đứng ở trong nhà hàng hắn nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra say dai cái chán có một số việc không biết kết quả như thế nào mình cũng chẳng phải loại người thông minh tuyệt đỉnh muốn bố cục chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm lại phải hiểu tính cách của người khác mà làm việc khi hắn được trọng sinh thì có rất nhiều người trên thế giới này đã chết đi rất nhiều chuyện và quyết sách hắn đều có thể tính toán và nghiên cứu đây chính là ưu thế lớn nhất của hắn nếu như kelly denny may có thể giúp mình nghĩ biện pháp thì tốt rồi kiếp trước, hắn chỉ là sát thủ đơn thuần, đối với hoa bách hợp Kelly Denime thông minh tuyệt đỉnh này, trong lòng hắn luôn có sự kính nể, nghĩ vậy, trong đầu hắn bỗng nhiên lại hiện lên thân ảnh của hai mẹ con Marilyn. Marilyn đối với hắn rất tốt, hắn đương nhiên biết, nhưng đối với Heidi thì hắn lại có cảm giác phản bội, nếu như không muốn làm cho nàng thương tâm, thì chỉ còn cách rời đi, đương nhiên, nói như vậy cũng là dối trá, mình đi, nàng đương nhiên sẽ bị thương tâm, nhưng nói chung là hắn nhắm mắt làm ngơ có thể khi hay đi tới tuổi thanh thuần sẽ tìm kiếm được bạn bè của mình có thể lên giường với người khác trong đầu hắn lúc này hắn lại nghĩ tới cảm giác lên giường với marilyn quả nhiên có chút không được tự nhiên cậu cảm ơn nhận lấy túi nhựa đựng đồ ăn khi quay đầu lại đã thấy hai mẹ con nhã hàm cùng với vệ sĩ xuất hiện phía trước tòa nhà nhã hàm mặc áo gió khuôn mặt nho nhỏ cả người bị bọc kín bên cạnh bọn họ còn có một mộc mạc hì hì thời tiết như vậy còn đi dạo phố nữ nhân thật là nghịch thiên cảm thán một tiếng hắn đi ra khỏi quán ăn nhanh, vừa đi vừa ăn, vừa theo sau các nàng, ai, nhã hàm, nhã hàm, con mau tới đây, con cảm thấy cái dây chuyền này như thế nào, do thợ làm rất khéo, rất đẹp mắt, chỉ có 13 ngàn, không đắt. Do gió tuyết lớn nên số người ở trong siêu thị trung tâm Manhattan lúc này không tính là nhiều, đương nhiên, nó chỉ so sánh với số lượng người lúc bình thường tới đây mà thôi, hơn nữa, nói là siêu thị, nhưng mà xung quanh lại có rất nhiều cửa hàng. Có một số cửa hàng hiệu ở mặt đường. Hôm nay, đoàn người dừng lại trong một quán đồ trang sức, chỉ có mẹ nhã hàm là mua sắm cuồng nhiệt đứng đó gọi tới gọi lui, mập mạp việt hiệu man đầu ở bên nói chuyện, hai người này đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thế gian trong ngày toàn ngồi nói chuyện phiếm được. Còn nhã hàm thì ngồi ở hàng ghế trong cửa hàng, chống cầm nhìn về phía ngoài, vốn nàng không phải là người thích mua sắm, gần đây lại càng không có tâm tình mua sắm. 13. Không, là USD sao, nghe thấy mẹ hay gọi, nhã hàm nghiêng đầu hỏi. Về 3 000 USD ta cảm thấy không đắt. Mẹ hai nhíu lông mày khoe khoang, lấy thực lực của trương gia, đương nhiên không coi số tiền này vào đâu, hơn nữa mẹ hai nghĩ dây chuyền này rất hợp với con đó, con thử nhìn xem có đẹp không. Nhìn mẹ hai đem dây chuyền đeo trên cổ, nhã hàm không khỏi cười một tiếng, nhưng trong lòng cũng hiểu, mẹ hai làm như thế này, là muốn cho không khí được vui vẻ, ban đầu nhìn mấy lần nói. Không đâu, cái dây chuyền này làm cho người ta có cảm giác là rất mộc mạc, tôi nghĩ cái dây chuyền này rất xứng đôi với trương phu nhân vẫn là cậu nói đúng, man đầu, có tiền đồ, ta thấy cậu rất có khả năng, nở nụ cười, mẹ hai giảm thấp thanh âm xuống. Này, nói thật đi, ta thấy cậu tốt như vậy, có phải là muốn tán tỉnh nhã hàm không, thẳng thắn nói với ta đi, ách, ha ha, man đầu đỏ mặt, không khỏi lúng túng cười vài tiếng, ách, tôi nghĩ cái dây chuyển này rất thích hợp trương tiểu thư, ách, cô, 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 cô như thế nào? Chớ giả bộ, thành thật nói cho cậu biết, nhã hàm vừa thất tình, nếu như cậu có thể làm cho nó hài lòng, tôi sẽ giúp cậu." Nhỏ giọng nói xong câu đó, nàng nghiêng đầu đi, qua, wow, thật đẹp, Nhã Hàm, con nhìn xem, viên bảo thạch màu xanh lam này rất hợp với con." "Phiền cô lấy hộ tôi cái dây chuyền này, còn cái này nữa, gói vào." Nhã Hàm. Chương 283, bóng người quen thuộc cười đi tới kéo tay Nhã Hàm, đào muốn lôi nàng qua, thì thấy Nhã Hàm dường như bị cái gì đó kích thích, đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn ra ngoài điếm, sau đó tránh tay của nàng đi thật nhanh ra ngoài làm sao vậy con nhìn thấy ai à theo nhã hàm đi tới bên ngoài cửa hàng chỉ thấy phía trước là một quảng trường có cái đài phun nước có rất nhiều người đi qua đi lại muốn tìm kiếm một người trong đám này thì quả thực là quá khó khăn đứng ở đó nhìn một lúc lâu nhã hàm thất vọng lắc đầu con có lẽ là nhìn nhầm rồi ban ngày con suy nghĩ nhiều đêm nằm mộng là điều đương nhiên bây giờ còn nhìn thấy ai cũng như nhìn thấy người kia mẹ hai chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ nàng một cái đã nửa năm rồi con hết hy vọng rồi, thế nhưng nếu thật là hắn, bảo con nói con lại không nói, chuyện ban trai ta cũng đã nói chuyện với con. Đến đây, đừng nghĩ tới hắn nữa, theo ta vào chọn đồ trang sức, đừng làm hỏng hứng thú của ta, bất mãn lên tiếng, mẹ hai kéo nàng đi vào trong, nàng cũng không kháng nghị nữa, chỉ cần mình thấy đồ trang sức nào đẹp, thì đều mua hết, sau đó giao cho vệ sĩ phía sau, hai người lại tiếp tục đi dạo qua cửa hàng khác. Nhưng mà, cứ nhìn dọc theo con đường này, nhã hàm có chút không yên lòng, thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc từ khi nghe thấy tin tức vụ giết người trên đường trong lòng nàng luôn có một dự cảm đó là gia minh đã tới new york mà cũng chính vì suy đoán này đã khiến cho nàng khó có thể xác định xem bóng hình vừa rồi có phải là gia minh hay không hay chỉ là ảo giác của mình tới đây tới đây tới đây cởi quần áo cởi quần áo để cho mẹ hai nhìn vóc người của con chưa kịp phản ứng thì đã bị mẹ hai kéo vào trong phòng thay đồ đưa tay cởi cúc áo của nàng con không thích bộ này đâu, không cần, con không thích nhưng ta lại thích, bộ lễ phục màu tím này chẳng phải rất hợp với con hay sao. Mặc vào đi mặc vào đi, ta không lừa con đâu, thời tiết này mặc nó sẽ bị cảm đấy, ở đây có hệ thống sưởi hơi, hơn nữa suốt ngày con suy nghĩ chỉ khiến cho người thêm ốm mà thôi, nó còn nghiêm trọng hơn bị cảm, cứ làm theo lời ta nói, thay quần áo đi, hấp dẫn một đám tiểu tử tới theo đuổi con đi. Ha ha, nhanh cởi ra cho ta, trong phòng thay đồ chật trội, áo khoác, nội y, quần, áo giữ ấm bị lột ra hết, rồi ném xuống đất, giày cao gót bị đá qua một bên, để lộ hai chân thon dài, nhã hàm vừa từ chối, vừa đưa tay cùng vòng eo của người phía trước. Ha ha, con lại dám phản kháng, con gái bất hiếu, con gái bất hiếu, à ha, phi lễ, giống như là hai chị em đùa giỡn, những thanh âm hi hi ha ha cứ vang lên trong phòng thay đồ, do dùng tiếng Trung cho nên người bán hàng nước Mỹ không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Man đầu cùng một đám vệ sĩ sắc mặt không đổi đứng ở bên ngoài, hai tay hắn chắp sau lưng, nhìn trời, phảng phất như đã đi vào cõi thần tiên. Sau một khắc, bỗng hắn phốc một tiếng, đưa tay bịt mũi, máu từ trong mũi tràn ra, còn chưa kịp làm phản ứng tiếp theo, thì một vệ sĩ đã đưa khăn tay cho hắn, hai người cổ quái nhìn nhau, cảm ơn, không cần. Một lát sau, cửa phòng thay quần áo đã mở, một người mặc bộ quần áo màu tím xuất hiện, những người xung quanh đều mở to hai mắt nhìn, cách cửa thủy tinh, mấy đôi trai gái tới đây mua sắm thả chậm cước bộ quay vào trong cửa hàng nhìn nhã hàm chỉ trò rồi trò chuyện với nhau đóng cửa phòng thay quần áo nhìn qua gương nhã hàm trông như một bức tranh lấy màu tím đậm là chủ đạo màu trắng yêu nhã phụ họa thân hình hoàn mỹ của nhã hàm được thể hiện tuyệt đối vòng eo mảnh khảnh có một chiếc dây buộc chiếc váy không giống như lễ phục rộng thùng thình mà yêu nhã ngắn gọn mang phong cách đông phương hơn nữa do nàng mới lành bệnh do trong lòng có suy nghĩ mà sắc mặt u buồn hơi tái nhợt nhưng lại giống y như mỹ nhân cổ điển đông phương vậy đến đây đi đến đây đi con nhìn xem con có thấy ánh mắt của mẹ hai lợi hại không nào thật là mê chết người vui tươi hớn hở kéo nhã hàm đẩy tới gần chiếc gương nhìn bóng hình như tranh vẽ nhã hàm nghiêng đầu bất đắc dĩ cười cười đột nhiên một thân ảnh xẹt qua trước mắt nàng mạnh mẽ quay người sang chỉ thấy bên ngoài cửa kính toàn người đi lại đại đa số họ đều nhìn sang bên này mà đạo thân ảnh kia cũng chỉ thoáng qua không tìm thấy dấu vết vừa suy nghĩ nhiều thành ảo giác sao làm sao vậy hai mắt mẹ hai cũng nghi ngờ tuần tra nhìn vào đám người ngoài kia, sau đó, cũng a à một tiếng, man đầu, những người ngoài kia có phải là mafia không, tại sao hắn lại chạy ra từ bệnh viện, nhà, hắn thấy chúng ta. Trong tầm mắt, có một chiếc bàn đang để nhiều túi nhựa, một thanh niên tóc vàng nước Mỹ dẫn theo hơn 10 người đang tụ tập ở đó, trong đó có hai người, Nhã Hàm cũng biết họ, hôm trước, chính là đám người này cho rằng Nhã Hàm nghe trộm, cũng vì vậy mà nàng biết ban đầu. Về phần thanh niên tóc vàng, hắn cùng vì chuyện này mà nhập viện hiện thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn nhã hàm sau đó lại cúi đầu xuống coi như không dám chào hỏi người quen hiện giờ hai nhóm người cách nhau không xa lúc nhã hàm từ trong phòng thay quần áo xuất hiện ánh sáng của nàng dường như ảnh hưởng tới bên kia đám người mafia đều nhìn sang bên này còn huyết sáo nhận thấy ánh mắt của hai mẹ con thanh niên tóc vàng tỏ thái độ là người quen giơ tay lên cầm ly cà phê nói với bên cạnh câu gì đó sau đó cùng hơn chục người đi tới bên này Mặc dù vô cùng sùng bái bộ phim bố già, nhưng mà mẹ hai cũng chẳng có ấn tượng gì tốt với chuyện mafia chủ trì công đạo cả. Bây giờ thấy đối phương mang theo người đi tới, thì không khỏi có chút khẩn trương. Hắc, mafia tới rồi, có cần báo cảnh sát hay không? Tôi thấy không cần đâu, họ không dám công nhiên làm chuyện xấu. Man đầu ở bên cạnh tươi cười, nhẹ giọng nói, chuyện xấu, làm chuyện xấu gì? Mẹ hai đảo mắt hai vòng, trong miệng lại nói, có bệnh thì ở trong bệnh viện là được rồi, ra đây làm gì? mẹ con chúng ta chỉ đi mua sắm mà thôi một đám đàn ông to lớn tới cửa hàng làm gì bên thái trần tiên sinh những người này không biết có ý đồ bất chính gì không nghe nói mafia rất thiện chuyện bắt cóc được rồi nhã hàm con mau vào thay quần áo cũ đi xoay người một cái hai nữ nhân lại đi vào trong phòng thay quần áo sau một thời gian họ lại xuất hiện nhã hàm đã thay lại bộ trang phục mùa đông về phần đám người ban đầu cũng đã bắt đầu tiếp xúc với nhóm người kia hai bên đang nói chuyện với nhau sau khi giới thiệu có người nói thanh niên tóc vàng tên là Robert, đại khái là do thương thế trên người chưa khỏi, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Sau khi giới thiệu xong, người dẫn đầu mời hai cô gái đi uống cà phê, "Chuyện ngày hôm trước thực sự rất xin lỗi, neo và hai người bọn họ cũng là khẩn trương quá độ, tạo nên một chút hiểu lầm với Trương Điều Thư, nếu như không ngại, chúng ta cùng đi uống cà phê chứ? Coi như là xin lỗi chuyện hôm trước đi." Mặc dù nói trong đám xã hội đen, không phải ai cũng là người xấu, thế nhưng cùng mafia uống cà phê Ai biết có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không?" Mẹ hai cười cười, "Ha ha, xin lỗi, tôi còn có chuyện." "Không sao đâu, đi uống một chén là được rồi." Nàng còn chưa nói hết, Nhã Hàm không biết suy nghĩ cái gì, trong lúc bất trượt liền đáp ứng, cắt ngang lời cự tuyệt của nàng. Robert nở nụ cười, đưa tay ra mời, ý bảo nữ sĩ đi đầu, ánh bắt bình thản quét qua đám người một vòng, Nhã Hàm gật đầu, tiến lên, chương 284. Phát súng bí mật nếu nói như vậy, Hóa ra Robert tiên sinh là kinh doanh thương thuyền, địa điểm kinh doanh là ở đâu, ở nhiều nơi lắm Argentina này, Brazil này, Colombia này, châu Á thì có Ấn Độ, Myanmar, đều đã đi qua rồi, thật là lợi hại. Tiếp theo chúng tôi chuẩn bị tới Trung Quốc Mỹ lệ rộng lớn để kinh doanh, thật không, trên bàn cà phê, thoạt nhìn nhã hàm cùng Robert trò chuyện với nhau thật vui, ở một cái bàn khác, đám người mẹ hai, man đầu đang trâu đầu ghé tay nói chuyện. Này, có thật không đấy, cái tên đầu củ cải kia đã đi được nhiều nơi như vậy à, tôi thấy là thật, bọn họ kinh doanh thương thuyền chỉ là giả, thật ra chính là buôn lậu, bán thuốc phiện, buôn bán người các loại, củ cải đầu chết tiệt, nghiến răng nghiến lợi chửi một câu, mẹ hai chuyển hướng nhìn sang phía ban đầu. Cậu nói nhã hàm không phải là có hứng thú với hắn đây chứ, tôi thấy không phải, trương tiểu thư dường như có dự định khác. Mấy người ở bên này dùng tiếng Trung Quốc bàn luận xôn xao, những thành viên của mafia thì thỉnh thoảng nghi ngờ nhìn sang, nhưng mà thấy bốn gã vệ sĩ đi bên cạnh nhanh nhẹn dũng mạnh trên người của bọn họ cũng đều mang theo súng cho nên không dám làm điều gì sằng bậy nhưng mà trong lòng họ cũng lo lắng vô cùng đám mafia kia chỉ là hạng lưu manh thua kém bốn vệ sĩ không ít chỉ nhìn bề ngoài khí thế của bốn người này đã cao hơn một bậc bên cạnh một mặt cùng robert nói chuyện có lệ mặt khác nhã hàm nghi ngờ nhìn bốn phía xung quanh sau đó xoay đầu lại cười không bao lâu sau một đám thủ hạ của Robert có cả trai lẫn gái mặc trang phục kỳ quái xuất hiện, dẫn đầu là một người mặc áo da đen, là một mỹ nữ tóc dài màu đỏ, thấy Robert, họ đi thẳng tới bên này, này. Robert, nữ tử phất phất tay, ngữ điệu rất là quyến rũ, nhưng ánh mắt lại vô ý thức nhìn sang chỗ nhã hàm, này, Diên, tôi nghĩ thời gian mà chúng ta hẹn nhau còn một khoảng thời gian nữa, tôi không phải là một cô gái hay tới muộn. Ngồi xuống một cái bàn khác ở bên cạnh, cô gái cởi chiếc áo đen vắt lên ghế, để lộ vóc người xinh xắn, hai tay để lên mặt bàn gõ gõ liếc nhìn trái phải đây là bạn gái mới của anh đồng phương mỹ nhân robert không nói gì nhã hàm cười đứng lên tôi nghĩ tôi phải đi tạm biệt cảm ơn tách cà phê tạm biệt robert gật đầu nói mắt thấy bầu không khí đôi bên có gì đó không ổn đám người của mẹ hai cũng lập tức đứng lên nhưng mà chưa đi được hai bước đã thấy cô gái màu đỏ kia mang người tới cản http sắc mặt robert biến đổi nói để cho các nàng đi chúng ta trò chuyện Tôi nghĩ anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Hít sâu một hơi, Mỹ nữ cười cười. Bạn gái, giới thiệu một chút đi, xin tránh ra. Nhã hàm nói với giọng nói lạnh lùng. Robert cùng Diên đồng thời lướt mắt nhìn nàng, chỉ thấy Diên cười đứng lên, ở trên bàn nhẹ vỗ một cái. Lập lại lần nữa xem nào, tôi gần đây có chút dị ứng với người Trung Quốc. Cô muốn tôi điên lên hả? Vị tiểu thư này, lẽ nào cô cũng biết công phu Trung Quốc, có thể lấy một địch mười. Tính tình của nàng lúc này hiển nhiên là không tốt, những câu nói về sau thì như là giống lên mẹ hay vội vàng kéo nhã hàm đầu lĩnh vệ sĩ họ trần tiến lên một bước đứng ở phía trước robert cũng phanh một tiếng vũ mạnh xuống bàn đứng dậy diên gọi cô tới đây cho đôi bên một cơ hội cô muốn đánh nhau ở đây ư ừ, cô nghĩ rằng tôi sợ cô sao cơ hội hừ hừ diên cười nhạt hai tiếng ngón tay chỉ thẳng vào ngực đối phương anh bị người khác bắn một súng đúng không hiện giờ tôi nói cho anh biết người nổ súng chính là người của chúng tôi vậy thì thế nào anh nói cơ hội đừng cho là tôi không biết Chuyện phát sinh sáng sớm hôm nay ở khu xử lý rác, 200kg bạch phiến, anh nghĩ rằng chúng tôi không biết ai làm sao, FBI đang tập trung tư liệu về gia tộc Sally các người, anh bây giờ còn dám nói chuyện này không có quan hệ với gia tộc Sally các người hay không? 200kg bạch phiến, trên mặt Robert cũng hiện lên sự không thể tin tưởng, giả bộ, cố mà giả bộ đi, nói cho các người biết, Gabino cùng Sally, không để yên, nếu muốn yên thân, thì bây giờ thẳng thắn nói chuyện, sau đó bảo anh trai của người là Joseph tới nói chuyện với ta không tới được loại tiểu lâu la như người ở trước mặt ta khô môi muốn mép. Tiểu lâu la, ta thấy người cũng chỉ là hạng kỹ nữ bán thịt cho Smith mà thôi. Nếu như ta là tiểu lâu la, ghi tính là cái gì, trong mắt của ta, ngươi chỉ là một món đồ chơi mà thôi, Robert cười cười. Nhưng mà nếu như các người thực sự đánh mất 200kg bạch phiến, ha ha, thì ta cũng thực sự tức nuối, ha 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 ha, hai người cãi nhau ầm ĩ đám người nhã hàm ở bên cạnh cũng biết chuyện gì đã phát sinh, đấu súng, 200kg heroin. Campino cùng Sally. Đây chính là hai gia tộc mafia đang đàm phán sống chết với nhau, mẹ hai cũng đang thấp thỏm trong lòng, nhã hàm là người đầu tiên bước đi, tránh ra cho ta đi ra ngoài, xin nghiêng đầu, còn chưa nói hết, thì phía trước đã có người đưa tay ngăn nàng lại, trong nháy mắt đó, nhã hàm cũng quay đầu cười. Cô có hứng thú với công phu Trung Quốc đúng không? Đột nhiên, nam tử phía trước đã trúng một quyền, lực đạo của quyền này không lớn, nhưng tiếp sau đó, nhã hàm đã vung chân đá một cước thật mạnh, làm cho tên nam nhân này sụp xuống thống khổ lăn cuồn cuộn trên mặt đất lưu âm thối kỹ thuật phòng lang đã được nàng thể hiện một cách tuyệt vời cho dù trước đây đã được trải qua rèn luyện nhưng mà do bệnh nặng mới khỏi mới có thực hiện hai động tác nàng đã cảm thấy mình hết sức đang muốn ra đòn tiếp theo thì một thân ảnh lao vào tới không nên đánh nhau không nên đánh nhau mọi người đừng kích động sau khi có tiếng la như vậy hai tên đang định sông tới chỗ nhã hàm đã bị đẩy ngã xuống đất sau một khắc bốn gã vệ sĩ đã vén áo lên nữ tử kia cũng đưa tay tìm kiếm bên hông, tất cả mọi người bắt đầu rút súng, lập tức trong không khí vang lên những phốc 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 phốc. cánh tay của nữ tử chấn động, chỉ khoảng nửa khắc, súng ống của đám người bên nàng đã bay loạn khắp nơi, bao gồm cả súng của nàng. ba gã rú đầu tiên đã vang súng, đập thẳng vào tường, rơi xuống trên mặt đất. nữ tử tóc đỏ đứng ở một bên, cánh tay run rẩy, cảm thấy không cách nào tin được chuyện vừa xảy ra. một khẩu súng bay xa năm, sáu mét, đập thẳng vào trên bàn trên bàn đó có một mập mạp đang ăn chén lớn mì, đột nhiên phanh một tiếng, một cái gì đó được vào trong bát, nước nóng vang khắp nơi, hắn sợ hãi nhìn một chút, thấy là một khẩu súng, lại quay đầu nhìn sang đám người bên ngoài, sắc mặt lập tức tái mét. Hắn ứng lên, xoay người bỏ chạy, nhưng lại đụng phải một cái bàn té ngã xuống đất, hắn tiếp tục bỏ dậy chạy chối chết, người xung quanh mắt thấy động tĩnh lớn như vậy, cũng nhìn sang bên này, sau một lát, bỏ chạy như châu chấu, ở nơi trở nên yên tĩnh vô cùng lại một tiếng động vang lên, một cái mũ của một tráng hán đứng bên cạnh diên bay lên, khi sắp rơi xuống, lại có một thanh âm nhỏ khác vang lên, tất cả mọi người kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, cái mũ liên tục bay lên bay xuống trường năm, sáu lần, để lại đúng sáu vết đạn mới tinh. Đám người bỏ chạy thì rối loạn, đám người bên này cũng lặng ngát như tờ, tất cả nhân thủ bên gia tộc Gambino không đám cử động, kỹ thuật bắn súng chuẩn xác thế này, thì cũng có nghĩa là lúc nãy đối phương có thể bắn chết nửa số người trong bọn họ số còn lại do thiếu đạn mới thoát mà thôi. Đưa cho cái mũ bay xuống trên mặt đất, mọi người đều đưa mắt nhìn về nơi bắn ở một khúc quanh có một cái áo được khoác lên một chậu cây, chỉ thấy cành lá của nó vẫn còn lay động, không cách nào biết ai đứng sau đó. Đám người xung quanh dần dần rời đi, thì có một người đột ngột xuất hiện, đứng ở một cái quầy hàng cách đó không xa, giả bộ uống cà phê, Joseph tươi cười nhìn sang bên này, sau đó, chậm rãi đã đi tới, hư, thoáng bình phục tâm tình, nhìn Joseph đang đi tới. Diên mặc áo đen mở đôi môi, hàm răng khẽ cắn ngón tay cái của mình, quay sang tràn ngập mê hoặc nhìn Robert cười. Bây giờ ai là tiểu lâu la, ai là kỹ nữ, không phải người nói tạ ư, có lẽ phải đợi anh của người tới mới hiểu được. Biết là chuyện này có Joseph đứng ở sau lưng, cảm giác sợ hãi của đám người này mới giảm đi không ít, Joseph là đối thủ của Smith, bị hắn đánh bại cũng chẳng có gì mất mặt cả. Nhưng đối với Robert, thấy anh trai mình xuất hiện, thì có chút á khẩu không trả lời được, với hắn mà nói, bản thân hắn không giải quyết được chuyện này phải để cho anh trai xuất hiện thì đúng là một loại vũ nhục này sao vậy nhiều người như vậy định mỡ vũ hội ư khi joseph đi tới nhã hàm đẩy mạnh đám người ở phía trước chạy sang phía bồn hoa kia mẹ hai gọi một tiếng nhã hàm sau đó cùng đám người man đầu đuổi theo thật nhanh trong nháy mắt mấy người này đã biến mất trong tầm mắt của hai đám mafia sau khi chuyển qua được khúc quanh nhã hàm đưa mắt tìm kiếm trong đám người phía trước lúc nãy có nổ súng làm cho đám người chen nhau đi thang máy xuống, máy tên bảo vệ đang chạy ngược lên. Bỗng nhiên, hình như có một bóng hình quen thuộc nào đó đập vào mắt, nhưng khi nhìn kỹ lại không thấy, nàng chạy nhanh về cái thang máy kia, thang máy cuốn thường dùng trong siêu thị, lẫn vào trong đám người. Chen chúc với làn sóng người trên thang máy, nhã hàm len vào giữa, liều mạng tiến về phía trước, ánh mắt nàng tìm kiếm, trong lòng nôn nóng bất an, dường như muốn bật khóc, ở phía sau cách đó không xa, mẹ hai và đám người ban đầu cũng đang liều mạng chen chúc tới đây nhưng mà do bọn họ nhiều người, thân hình lại to lớn lên. Tiến rất chậm, mẹ hai thấy vậy thì dơ đám túi sách, vẫy vẫy gọi to, nhã hàm, nhã hàm, chờ ta một chút, chờ ta một chút. mươi 285, vô tung gia minh, cái con người nhu nhược này, nghiến răng nghiến lợi, lời nói đã lên tới lưỡi rồi nhưng không cách nào phát ra được. Mẹ hai và những người khác đều theo ở phía sau, gia minh nếu như đã thực sự tới New York, thì tất nhiên hắn có việc muốn làm, nhưng mà bây giờ, cho dù thế nào đi nữa, nàng cũng muốn gặp hắn một lần dù chỉ gặp mặt không nói gì cũng được, chí ít cũng để cho nàng xác định được, hắn thực sự đã tới. Đoàn người phía trước vẫn đang chen chúc nhau, phía sau có tiếng súng truyền tới, các loại tin tức như mafia đang sống mái với nhau truyền tới như một cơn bão, sự hoảng loạn càng lúc càng lan nhanh, mọi người dọc theo thang máy cuốn chạy chối chết, có người lớn tiếng la lên liên tiếp, phía sau dường như có cảnh vệ duy trì trật tự. Nhưng mà tác dụng không đáng là bao, thanh âm của mẹ hai không ngừng vang lên ở phía sau, nhưng nàng không dám dừng lại, cho dù như thế nào, nếu như Gia Minh muốn trốn, thì nàng sẽ không tìm thấy được. Trong sự nhốn nháo, nhã hàm liều mạng chen vào cầu thang đi xuống, nhiều lần thiếu chút nữa bị người ta chen ngã xuống đất, khi xuống tới tầng 1, nàng đưa mắt tìm kiếm trong đám người, trước trước sau sau, toàn là những người không quen biết, nàng không cách nào tìm thấy nhân ảnh kia. Khi quay đầu nhìn sang lên lầu, thấy mẹ hai cố sức khô tay, những túi sách trong tay lắc la lắc lư, tầng 2, tầng 3, toàn là những khuôn mặt xa lạ, không có người đó. Cố Gia Minh, ngươi đừng cho ta tìm được ngươi. Đối với chuyện Gia Minh có ở chỗ này hay không, trong lòng nàng cũng không dám chắc, chỉ là nàng tha hương ở nước khác, từ hôm qua nàng bắt đầu mới thấy bóng hình của Giản Tố Ngôn ở nơi này, cho nên trong đầu mới nghĩ tới chuyện Gia Minh đã ở đây. Gia Minh lợi hại thế nào thì nàng không biết, nhưng mà khi nghe thấy tiếng súng, cảm giác của nàng cực kỳ mạnh mẽ, bóng người kia không ngừng hiện lên điều đó đã khiến nàng liều lĩnh chạy xuống, đám người mẹ hai đã xuống tới cầu thang cuối cùng, nàng quay đầu lại, ở trong đám người ngỡ ngàng đi vài bước. Cách đó không xa, một thân hình cao gầy đang quay đầu lại nhìn, alo, choang, an, sao ngươi gọi loạn như vậy, bị phát hiện à? Không có, hai gia tộc mafia sống mái với nhau, siêu thị hiện giờ đang rối loạn, tôi hiện tại đang đi theo phía sau của trương nhã hàm, nàng ta bây giờ chỉ có một mình, những vệ sĩ và tên mập mạp của viêm hoàng giác tỉnh đang ở phía sau, cẩn thận giản tố ngôn. À, ngươi là một người theo dõi tốt nhất, ta không hy vọng mất ngươi, Phụ cận không có người khả nghi, lần này tình huống rất hỗn loạn, rất khó nắm chắc toàn bộ tình huống, choàng, tôi có 15 giây an toàn, ngươi muốn, không sai, có nắm chắc không? Có, ok, chúc may mắn. Đối thoại ngắn gọn, hắn tiến nhanh về phía trước, đám vệ sĩ kia mới đi được nửa tháng cuốn, Nhã Hàm vẫn đứng ở đó ngỡ ngàng, nhìn xung quanh, tay phải hắn đưa vào trong áo, 6m, mét, 5m, mét, 4m, mét, 3m, tới gần. Khi còn cách nhau chừng 2m chỉ cần cất một bước là chạm được vào phía sau đối phương bên cạnh là một cây cột là góc chết mà đám vệ sĩ không nhìn thấy được tình hình hắn định rút súng ra đột nhiên thân hình hắn cứng ngắc gáy của hắn đã bị người ta ấn xuống một cái sau đó nhẹ nhàng vòng qua cổ của hắn phòng ngược trở lại thoạt nhìn như là kéo khóa tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt bộ đàm mini trên tai của hắn đã bị gỡ ra hắn chỉ kịp đưa tay đè lên cổ máu tươi từ trong đó chảy ra không cách nào khống chế được sức sống của cơ thể hình như đã bị rút hết, nữ tử chỉ cách mình có một mét, nhưng lại dường như xa tích chân trời, nữ tử ngỡ ngàng quay đầu, nhìn sang một bên, hắn lảo đảo lui ra phía sau vài bước, sau đó dựa lưng vào cây cột, nhẹ nhàng ngồi xuống, máu tươi từ đó tuôn ra. Một thân ảnh khác đang đi theo hướng ngược lại, từ trong bộ đàm nói chuyện, alo, choang, ngươi là ai, an thế nào, hắn a, à, ngươi chú ý nghe, trầm mặc một trận, một lát sau, trong đám người vốn đang nhốn nháo bỗng nhiên có một tiếng thét chói tai có thể khiến một cô gái kêu lên như vậy ta nghĩ chắc là cô ta đã thấy rất nhiều máu còn hơn xem phim kinh dị ngươi cảm thấy thế nào ngươi là ai muốn thế nào người các ngươi muốn đối phó ta muốn nói chuyện với các người nói chuyện gì thí dụ như hai bên chúng ta tuyên chiến hay hòa đàm qua đoạn đối thoại này người bên kia đại khái đã biết bộ đàm mini đã bị gia minh đoạt được loại đàm phán vô vị như thế này kết quả chẳng có gì đáng nói cả chỉ sau một lát, Gia Minh ném trước bộ đàm mini xuống đất, giẫm vỡ, quay đầu nhìn lại đám người đang rối loạn phía sau. Hãy cùng với thám tử Lừng danh Conan phá án, lẩm bẩm một câu, hắn xoay người gia nhập vào dòng người hỗn loạn, đi ra ngoài cửa lớn. À, khi tiếng thét chói tai vang lên được một khắc, mẹ Hai cũng mấy tên vệ sĩ đã chạy tới bên cạnh nhã hàm. "Con chạy đi đâu vậy? Rốt cuộc nhìn thấy ai?" con nói. "Con, con sợ rằng đã nhìn nhầm rồi, con không biết, con không thể nói." trên tai có chút luống cuống ngắc đầu, tiếng thét kinh hãi lập tức gây sự chú ý của mọi người. khi quay đầu lại, chỉ thấy một người dựa vào cây cột trong đại sành, tay trái để chặt cổ, máu tươi vẫn chảy ra, hai mắt trợn trừng, hiển nhiên đã chết, có lẽ là không còn khả năng khả năng cứu trị nữa. nhã hàm, chúng ta đến cách xa nhau, nhìn thân hình dựa vào cột, lại nhìn nhã hàm, mẹ hai lắp bắp nói chuyện, ở xung quanh, những khác người vội vàng đứng lùi ra xa, có người hiếu kỳ nhiệt tâm xông tới, đám người ban đầu cũng xông tới ngồi bên cạnh hắn, ngươi làm sao vậy, rốt cuộc là thế nào? Lớn tiếng hỏi, nhưng mà đối phương hiển nhiên không có khả năng trả lời, nhẹ nhàng cậy một ngón tay trên cổ của đối phương, thấy máu tươi lập tức phun ra, lại thấy tay của người này còn đút trong áo, hắn đưa tay nhẹ nhàng gặp một cái, thấy tay của người này còn cầm một khẩu súng. Ban đầu bị dọa tới mức nhảy lùi lại hai bước, oa ác, bắt thấy đối phương có súng, hắn không muốn xen vào nữa, lấy một cái khăn tay lau máu, hắn đi trở lại bên cạnh hai cô gái, ách hình như là bị người ta cắt cổ trên tay của hắn có súng hơn nữa khi ở trên thang cuốn tôi có ấn tượng với người này hắn hình như định tiếp cận trương tiểu thư trần tiên sinh có ấn tượng không không sai ta cũng có ấn tượng người này định tới gần tiểu thư phàm là người được huấn luyện chuyên nghiệp đương nhiên đều có phương pháp ghi nhớ của mình trần tiên sinh nhớ lại một phen gật đầu mẹ hai có chút bối rối nói vậy vậy là có ý gì tức là người này có ý định gây bất lợi với tiểu thư nhưng có người âm thầm ra tay với hắn cứu tiểu thư, người này rất lợi hại. Sao sao sao, tại sao có người muốn giết nhã hàm, đột nhiên nghe tin tức này, mẹ hai sốt ruột kêu lên, không nhất định là muốn giết người, rất có thể là bắt cóc. Trần Tiên Sinh giải thích việc này, nhã hàm ở phía sau đột nhiên sẽ khỏi hai tay của mẹ hại, chạy tới trước mặt người bị giết chết mặt đất, máu tươi vẫn tuôn ra, nhưng nàng không có biểu hiện sợ hãi hoặc buồn nôn, mà ánh mắt không ngừng nhìn những người ở xung quanh, nhã hàm, con, mẹ hai, các người đừng tới đây. Mắt thấy mẹ hai muốn đuổi theo, nhã hàm chạy ra bên ngoài, vẫy tay lớn tiếng hô, mẹ hai thấy vậy thì sợ hãi kêu lên, ta bất kể hắn là ai, con đừng có chạy lung tung, con đang gặp nguy hiểm, con không gặp nguy hiểm, các người đừng tới đây, hắn sẽ bảo hộ con. Lớn tiếng nói, trên mặt nàng lo lắng tới mức sắp khóc, một lát sau, nhã hàm đã khóc nước nở hô. Đừng có theo con, con sẽ trở lại, xin mẹ hai đấy, con chỉ xin mẹ lúc này hắn sẽ bảo hộ con, con sẽ không có việc gì con muốn gặp hắn các người đi theo con hắn sẽ không xuất hiện, con rất nhớ hắn, xin mẹ hai, nói đến đây. Nhã hàm đã lớn tiếng khóc lên, nước mắt từ viền mắt tuôn rơi, mẹ hai tựa đầu nghiêng qua một bên, đưa tay lau miệng mũi, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, cấp tốc nói, con cũng biết, ta không phải mẹ ruột của con, nhưng ta lại coi con như em gái của mình, cho dù con gái ta sinh ra cũng không bằng. Cho nên nếu như con dám xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng bỗng dưng giống to hơn, ta sẽ chết cho con xem. Cảm ơn mẹ hai, Nhã Hàm nở nụ cười, đưa tay lau nước mắt, xoay người chạy ra ngoài cửa, thấy nàng chạy đi, mẹ hai luống cố nói chuyện. Sao lại như vậy cơ chứ, ở nước Mỹ chúng ta có đắc tội với ai đâu, rốt cuộc là chuyện gì vậy, yên tâm, Trương tiểu thư nhất định không có chuyện gì, đúng vậy, yên tâm đi, ở bên cạnh, Man Đầu cùng Trần Tiên Sinh vội vã an ủi nàng, phía trước, dòng người chen chúc. Đẩy cửa ra, Nhã Hàm lao vào trong bầu trời gió tuyết. Chương 286 khắp trời chỉ là gió tuyết gió gào thét dòng xe cộ xuyên toa người đi lại hai bên đường đều vô cùng khẩn trương bởi gió tuyết quá ác liệt mà thân hình của những người đi lại này cũng không được rõ cho lắm nhã hàm đứng ở trên con đường nhìn một hồi nhưng mà nàng không nhìn thấy bóng hình mà nàng muốn thấy cố gia minh ngươi đừng để ta tìm được ngươi vẫn nghiến răng nghiến lợi như cũ lại còn mang theo sự ủy khuất nàng đưa tay vuốt mái tóc rối bời đi nhanh sang một hướng khác nếu đối phương vì nàng mà giết người kia Vậy thì chắc chắn hắn luôn đi bên cạnh mình. Ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi mà thôi, không cần phải nói chuyện, cũng không muốn dây dưa với ngươi, chỉ cần xác định được là ngươi đã đến, vậy mà cũng không cho, hơi quá đáng rồi, trong lòng ủy khuất, nhưng ánh mắt nàng luôn nhìn bốn phía xung quanh. Ngươi muốn đi theo ta, nhưng lại phải ẩn trốn, ta cũng không tin là không tìm được ngươi, chỉ cần nhìn được một cái là tốt rồi, chỉ cần như vậy là mình sẽ cam tâm tình nguyện quay về bệnh viện, không bao giờ xuất hiện trên đường phố gây phiền toái nữa. Ở con đường đối diện, một thân ảnh mặc áo choàng màu xám đi tới một cửa hàng, trong tay vẫn cầm một cái túi gì đó, dường như hắn đi tới chỗ phương hướng của nhã hàm, khi đi qua một chiếc xe nhỏ đỗ ở ven đường, hắn đưa tay gõ cửa. Một lúc lâu sau, trong xe mới có người mở cửa, trước sau đều có người đi ra, ba nam một nữ, vẻ mặt đều có vẻ bị hù dọa, chuyện này, có chuyện gì sao, qua một lúc, nam nhân đeo kính mở miệng nói trước, tố ngôn tỷ bảo ta mang tới cho các người, cẩn thận còn nóng, đưa túi thực phẩm tới, gia minh cười cười tỷ ấy nói cảm ơn mọi người, nhưng cũng đừng để bản thân quá mệt mỏi, thái độ của hắn rất ung dung, Kiều Quốc Duệ cẩn thận nhận lấy cái túi, đợi cho Gia Minh gật đầu rời đi, mới gọi một tiếng, Gia Minh tiểu đệ, sao, có thể gặp mặt tố ngôn tỷ của cậu không, Ếch, sững sờ một chút, Gia Minh ác đầu. Tố ngôn tỷ nói, vẫn chưa tới lúc làm quen nhau, à, có chút tiếc nuối gật đầu, Kiều Quốc Duệ cười cười, nếu vậy thì khi nào cần hỗ trợ, cứ nói là được, đóng cửa sổ xe, thân ảnh của Gia Minh cũng biến mất trong gió tuyết, Kiều Quốc Duệ mở túi ra, nói. Tới đây, tới đây, tới đây, mỗi người một chén, ôi, nóng quá còn có một hộp thức ăn, chúng ta là những người đầu tiên của viêm hoàng giác tỉnh ăn đồ do giản tố ngôn mang tới, mọi người đừng khách khí, có cần lái xe đi theo Trương Nhã Hàm không? Ngô, không cần. Kiều Quốc Duệ cầm lấy một cái, cắn một miếng hết một nửa, rồi nói, cố Gia Minh theo ở phía sau. Thì lúc nào giản tố ngôn cũng có thể xuất hiện, cô Trương sẽ không có vấn đề gì đâu, có đồ ăn là tốt rồi, ta đoán là cô Trương cũng sắp về thôi. Ban đầu nói Trương Nhã Hàm đang tìm giản tố ngôn, hình như là giản tố ngôn không chịu xuất hiện gặp nàng, vì sao a? À, đảm bảo tính thần bí mới là sự uy hiếp, người không phát hiện cố gia Minh cũng không chịu hiện thân ư. Hai người bọn họ hiện ở một nơi bí ẩn nào đó, giả như họ đi gặp Trương Nhã Hàm, vậy thì sẽ mất đi tính bất ngờ, chuyện xấu lúc nào mà chẳng thể xảy ra. Ta nghĩ tên Gia Minh này chắc chắn đã được huấn luyện nghiêm trình, cái này phải gọi là dưới tay tướng mạnh sẽ không có binh hèn, đúng không? Là vợ giỏi sẽ không có chồng yếu, ngồi ở vị trí tài xế, Phương Quốc Lâm cười nói, chẳng phải là giản tố ngôn là cô dâu nhỏ của Gia Minh hay sao, chuyện này mà ngươi cũng tin à, ba nam nhân ở xung quanh đồng thời nở nụ cười, một người ở phía sau nói. Vậy tại sao cố Gia Minh và giản tố ngôn lại không chịu gặp mặt Trương Nhã Hàm dù chỉ một lần, ở cùng nơi với nhau, gặp mặt nhau đâu có sao, với lại mấy người này là bạn bè thân thiết cơ mà, khi giàn tố ngô lần đầu tiên có tên trong hồ sơ của viêm hoàng giác tỉnh khi đó nàng chính là bạn thân của trương nhã hàm khi đi du học bởi vì nhìn quan hệ hai người tạm thời không ai hoài nghi gì cả kêu quốc duệ lắc đầu cái này thì không rõ lắm giữa các nàng có chuyện gì chăng các nàng có phải là hoa bách hợp hay không trên mặt quốc thanh lộ ra thần sắc cổ quái hai nữ nhân một người thì giận dỗi khóc lóc đòi gặp mặt một người thì cho dù thế nào cũng không chịu xuất hiện không thể nào các người nhìn xem tại sao nàng không chịu gặp mặt mà lại cho cố gia mình đi theo. Phanh một cái, Phương Quốc Lâm đập vào đầu của Dư Quốc Thanh, làm sao có thể, tư tưởng của người thật xấu xa, giản tố ngôn nàng, giản tố ngôn nàng tại sao có thể là người như vậy, Phương Quốc Lâm vốn sùng bái giản tố ngôn, nên không cho phép ai nói như vậy, nhưng mà sau một khắc, mọi người đều cảm thấy có lý. Kiều Quốc Duệ nói, ai, Quốc Lâm, người không thể không nhìn một phía được, đây chỉ là suy luận hợp lý thôi, Quốc Lâm, người có nghĩ tới chuyện bây giờ người sùng bái giản tố ngôn, chẳng qua là có liên hệ với tâm tình của ngươi mà thôi hay không, cổ nhân có câu hoa bách hợp thường rất xinh đẹp. Thơ của Mộ Dung đã nói như thế nào khi mùa xuân tới, hoa bách hợp hoang dã vẫn ở chung trong một sơn cốc sinh trường mơn mờn, ai nha, ngươi đừng đánh ta, ha ha, ta thấy các ngươi căn bản là can quấy, sắc mặt phường quốc lâm bất thiện nói. Hoa bách hợp, hoa bách hợp, tại sao các ngươi không nghĩ, trường nhã hàm khóc như vậy là do thích cố gia minh, vậy thì không có đạo lý, điều này ai mà chẳng suy luận được, dư quốc thanh vừa cười vừa nói ngươi xem trương nhã hàm và giản tố ngôn là hoa bách hợp cho nên trương nhã hàm mới coi cố gia minh như em ruột của mình thỉnh thoảng khi giản tố ngôn không có bên cạnh trong tài liệu chẳng phái là có thời gian nàng biến mất hay sao các nàng thông qua cố gia minh để liên lạc chẳng phải là thuận lý thành trương hay sao vậy thì trương nhã hàm thích cố gia minh chẳng phải là càng thuận lý thành trương hay sao phương quốc lâm kháng nghị nói ta không cảm thấy ta tin tưởng hai nữ nhân này là hoa bách hợp bởi vì các nàng đã là người trưởng thành. Ừ, ta cũng hiểu họ là hai người đồng tính luyến ái, cố gia mình bây giờ mới 16 tuổi, bọn họ sao có thể có tình cảm khắc cốt minh tâm mà khóc giống lên như vậy, ta nghe nói tình cảm đồng tính mới là bền vững, kiều quốc duệ vốt mình cầm, suy ngẫm. Quốc Thanh, khi trở về, người chuẩn bị viết báo cáo phân tích đi nha, không phải chứ, lão đại, trong thùng xe vang lên tiếng cường, phương quốc lâm cằn nhằn một câu, ta nghĩ cố gia mình rất tốt đấy chứ. Khi ba đồng bạn của hắn đều quay đầu nhìn hắn, hắn mới quay đầu đi, quyết định không hề để tới ba tên này. Bên kia con đường, thân hình ủ rũ của nhã hàm xuất hiện, bốn người đưa mắt nhìn nhau, đi một chút rồi lại dừng, ánh mắt khi thì dừng lại, khi thì lướt qua những gì ở xung quanh từ xa nhìn lại. Nhã hàm giống như một con mèo con bị bỏ rơi, có chút bất lực, có chút ngơ ngẩn, đã qua 10 phút rồi, nàng vẫn chưa tìm được người kia, mặc dù trời mưa tuyết rất lớn, nhưng mà mọi người trong xe vẫn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng chán trường của nàng. Trong chốc lát, đạo thân ảnh kia lại nhìn qua một bên, ba gã đàn ông trong xe đồng thời gật đầu, là hoa bách hợp, trong tiếng cười hỗn tạp, gia minh đứng cách đó không xa, hắn chọn một vị trí tương đối, có thể nhìn thấy nhã hàm, nhưng mà mỗi khi nhã hàm nhìn sang phía hắn hắn đều nấp sau thân hình của người khác. Xuyên qua con đường này, là tới một ngõ nhỏ ít người đi lại, cách đó không xa, nhã hàm cô đơn ngừng lại, bỗng nhiên quay đầu, gia minh vội vã lao vào một chỗ lõm của con hẻm, không bao lâu, nàng rốt cục thất vọng quay đầu lại, sau đó, ôm gối ngồi trồm hồm xuống. Một người, cô đơn, ngồi xồm trong gió tuyết ở đầu đường Manhattan, khoảng chừng một phút đồng hồ sau, có một chiếc xe nhỏ ở ven đường dừng lại, người đi tới là mẹ hai của nhã hàm, đứng ở bên cạnh cửa xe, cầm găng tay, nhã hàm từ trên mặt đất đứng lên, hai người nhìn nhau một hồi, mẹ hai mới mở miệng. Không tìm được à, xin lỗi, có thể là con nhìn lầm rồi, quên hắn đi, mẹ hai cười cười, vươn tay, chúng ta đi trở về, dạ, trong chốc lát, chiếc xe lao vào trong gió tuyết, biến mất không thấy. Gia Minh lắc đầu, bất đắc dĩ cười, nụ cười này không biết là hắn đang cười chính mình hay cười người khác, khi đi qua ngã rẽ của con đường, hắn bỗng nhiên sững sờ một chút. Ở đối diện con người, có một nữ tử tóc đỏ, mang áo da đen, mang theo một nhóm người đang đứng đối diện với hắn bởi vì Joseph xuất hiện, cho nên tâm tình của nàng tương đối là khó chịu, hơn nữa, rất hiển nhiên, nàng nhận ra Gia Minh. Đôi bên lúc này chỉ cách nhau chừng 3, 4 mét, nữ tử tóc đỏ bỗng nhiên dừng lại, mọi người ở phía sau của nàng cũng dừng lại, nữ tử cùng Gia Minh nhìn nhau mấy giây, nàng lấy tay vuốt sợi tóc đỏ, nở nụ cười, một mình, Gia Minh nhún nhún vai, đi dạo phố, bắt hắn cho ta. Nữ tử tóc đỏ đưa tay chỉ vào Gia Minh, nói, ta muốn hắn chết, quay người lại, Gia Minh bỏ chạy. mươi 287, hẻm sâu hai chiếc xe cảnh sát dừng lại ở phía ngoài khu mua sắm, tiếng còi cảnh sát kéo dài khiến người ta thấy yên tâm hơn. Hai anh em Joseph và Robert ngồi trong nhà hàng ở bên đường đối diện nhìn tình cảnh hỗn loạn đang dần được dẹp yên đó. Chuyện lần này, bởi vì sự xuất hiện của tay súng thần bí và Joseph khiến bên phía Gambino gia tộc không chiếm được bất kỳ ưu thế nào, nhưng đương nhiên cũng không bị tổn thất quá lớn, nếu hai bên đã không muốn liều mạng với nhau, lại không muốn nhượng bộ, đương nhiên là chỉ có thể ai đi đường nấy, xem đó như một cuộc va chạm. Không hề có chút ý nghĩa nào. Đối với việc Robert tự tiện tổ chức lần đàm phán này, vốn là Joseph không đồng ý lắm, nhưng mọi người cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên hắn cũng hiểu tính tình người em trai này của mình luôn bốc lửa vậy mà lần này sau khi bị trúng đạn thậm chí lại có thể chủ động hẹn đối phương tới hòa đàm thì đã xem như biểu hiện rất tốt rồi điều bất đắc dĩ là tối qua gambino gia tộc cũng xảy ra một chuyện lớn hai bên đều nổi nóng căn bản không có ý định muốn hòa đàm tối hôm qua khu xử lý rác thải do smith quản lý kia có mấy người bị chết trong đó cũng một người là thủ hạ một người khác là người mỹ ngoài ra còn có hai khách du lịch nhật bản bị ném vào máy nghiền rác thải rồi bị nghiền nát, loại chuyện thế này trước đây bọn họ vẫn thường làm, người của mình bị chết. Có phải là xử lý phản đồ hay không? Hẳn là không phải, có người báo cảnh sát trước, đến khi hắn kịp phản ứng lại thì cảnh sát đã bao vây cả khu xử lý rác thải, trong đó còn có cả FBI, có vẻ không đơn giản. Sau đó bọn họ còn tìm ra 200kg thuốc giảm đau, căn bản có thể xác định là gia tộc Ambino cất giữ ở khu xử lý rác thải kia, chuyện này thật quái lạ, lắc lư cà phê trong tay, Joseph thở dài nói, con khốn duyên kia nói FBI điều động tư liệu của chúng ta. Không biết tin tức truyền ra như thế nào nhưng tóm lại là sự thật, châm một điếu thuốc, Joseph lắc đầu, FBI cho rằng chúng ta có liên quan đến chuyện đó. Smith bây giờ vẫn ở cục cảnh sát để hiệp trợ điều tra nên duyên mới có thể ngang ngược như vậy, chuyện lớn rồi. Chiến tranh toàn diện sẽ không xảy ra, dù sao cũng sắp đến thế kỷ 21 rồi, nam gia tộc lớn cũng không hy vọng chuyện như vậy xảy ra, ai phá hủy quy củ thì sẽ phải chịu chèn ép của tập thể về tàn thuốc joseph dừng lại một lát rồi nói tiếp nhưng là xung đột ngầm sợ rằng sẽ gia tăng nhiều hơn trong khoảng thời gian này em nên cẩn thận với tính cách của nữ nhân điên riêng kia thì nói không chừng sẽ lại ra tay với em lần nữa đúng rồi điều tra tư liệu về chúng ta không phải là đột nhiên nghĩ tới điều gì đó vẻ mặt joseph cứng lại robert tò mò hỏi chuyện gì vậy không có gì không có gì anh đã kể cho em chưa người bạn đến từ trung quốc của marilyn và hay đi hiện giờ đang ở trong trang viên Ách, hắn nói được hai câu liền lắc đầu cười, chuyện đề tài, đúng rồi, hôm nay em sắp xếp rất tốt, ừ, người bắn súng lợi hai kia là em tìm từ đâu đến. Lúc nào giới thiệu cho mọi người cùng biết đi, người bắn súng, Robert hơi sững sờ, không phải do anh tìm tới sao, sau một giây, hai người đồng loạt mở trừng mắt nhìn nhau, không phải là em, không phải anh, ồ, suy nghĩ một lát, Joseph cười nói, vậy còn cô gái Trung Quốc kia, anh có ấn tượng với cô ta, là người của cô ta. Cô ta là ai, không rõ lắm lúc còn chữa bệnh trong bệnh viện em chỉ nghe nói là một trong số những người tài trợ cho bệnh viện hẳn là trong nhà rất có tiền robot gật đầu trở về em sẽ điều tra gió tuyết gào thét trên đường phố ở manhattan một nhóm người đang điên của người chạy thiếu niên trung quốc mặc áo lông màu vàng xám chạy ở đằng trước phía sau là một đám người đàn ông mặc đồ tây đang đuổi theo da đen da trắng đều có chạy thật nhanh qua một tòa nhà phủ đầy tuyết lướt qua sạp báo thùng rác ở ven đường tất cả những vật nhỏ đập vào mắt đều bị thiếu niên ném về phía đám người đang đuổi theo từ phía sau. Trong tiếng chửi bới ẩm ĩ, thỉnh thoảng lại có một vài người tách khỏi đám người đang truy đuổi để chạy đường tắt đón đầu, nhưng rốt cuộc đều bị đối phương linh hoạt trốn được hoặc chạy vào lối rẽ ở gần đó khiến người chặn đường tốn công vô ích. Chốc lát sau, một chiếc xe Jeep lao vùn vụt vù tới từ đằng sau gia nhập vào đội ngũ đang truy đuổi, trên xe có một cô gái tóc đỏ. Mặc đồ da bó sát người đang vô cùng hưng phấn quơ trước đai lưng trong tay khiến nhiều người đi đường phải ghé mất nhìn sang, phong cách trương dương khi chạy xe như vậy ở khu Brooklyn thì quá. Quen thuộc nhưng ở Manhattan, những năm gần đây cũng không thường gặp lắm. Tốc độ của con người có nhanh hơn nữa cũng không vượt được xe hơi, nhưng ở khu Manhattan này có rất nhiều cửa hàng, có thể nói là bốn phương thông suốt, thỉnh thoảng hắn lại chạy vào một khu mua sắm ở bên cạnh, thường thường bị đuổi theo hơn 10 phút mới vọt ra từ cửa sau, lúc đó chiếc xe Jeep kia lại vội vàng đuổi theo. Truy đuổi như vậy kéo dài hơn nửa giờ, đoàn người cuối cùng cũng dồn thiếu niên kia vào một hẻm sâu giữa mấy khu nhà, người truy đuổi từ hai bên lao tới vây thiếu niên vào một góc, ha ha cô gái tóc đỏ đứng trên xe cười nói, chạy đi, chạy nữa đi, tôi cũng muốn chạy, chỗ này không tốt lắm. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, chỉ thấy bên phía trên có một cô gái thỏ đầu ra từ cửa sổ, bắt thấy hắn nhìn sang liền đóng rầm cửa lại, mọi người thấy tình cảnh như vậy liền cười lên ha ha, trong tiếng cười, thiếu niên bỗng lao sang bên cạnh. Người đàn ông đứng đó không ngăn cản, dầm một tiếng hắn phá vỡ cửa sổ của một ngôi nhà gió tuyết gào thét lùa vào đôi vợ chồng đang xem tivi trong phòng giật nảy mình có người chạy vào phòng khách vừa kịp lấy lại tinh thần thì đã có vô số người mặc đồ tây đen trèo vào từ cửa sổ này 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 các người muốn làm gì tôi tôi sẽ báo cảnh sát người đàn ông chủ nhà cầm lấy ống nghe điện thoại vung vẩy gà thét như đang cầm một khẩu súng chỉ là không ai để ý đến hắn tất cả mọi người lao ra phòng khách tông cửa tiếp tục đuổi theo ra ngoài lao ra khỏi ngôi nhà thiếu niên chạy ra phía đầu con hẻm, nhưng còn chưa chạy tới thì chiếc xe Jeep đã quạo vào con hẻm lao thẳng tới, thành viên của gia tộc Camino cũng ùn ùn đuổi theo ở phía sau. Hai đầu đều có người truy đuổi, hắn lại chạy về phía lối đi nhỏ giữa hai khu nhà lầu, sau đó dẫm lên đống rác rưởi ở cuối lối đi rồi bật người lên bức tường thấp ở đằng trước, đám mafia cũng đuổi theo tới. Phía trước cuối con hẻm nhỏ chính là đại lộ, có lẽ đã bực bội với sự chạy trốn trơn trượt của hắn, có người rút súng ra, đoàn một tiếng, đầu đặt bắn vào bức tường gia minh vừa lao lên cũng vào lúc này gia minh trực tiếp lao ra khỏi con hẻm đám người phía sau ồn ào có vẻ như đang trách cứ người kia không nên đổ súng bừa bãi trên đường đó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mà thôi vừa lao ra khỏi con hẻm chiếc xe jeep lại quẹo sang đuổi tới đây gia minh trực tiếp chạy sang bên đường đối diện phía trước lại là một con hẻm sâu chỉ là lối vào khá hẹp xe hơi không lách vào được chạy thẳng vào bên trong đám người phía sau cũng đuổi theo tới chiếc xe jeep chặn lại đầu con hẻm Chạy được không xa hắn liền phải dừng lại, phía trước là ngôi nhà hai tầng lớp kín con hẻm, hai bên là nhà lầu cao vút nhưng bên cạnh lại không hề có cửa sổ mở ra, xem ra không có ai phát hiện chuyện gì xảy ra ở đây, quay đầu lại, hơn 10 tên mafia thờ hồng hộc ngăn ở đằng trước, có người vẫy tay. "Chạy, chạy nữa đi." Bước đi kiêu ngạo, cô gái tóc đỏ nhìn thiếu niên đứng núp trong bóng tối cười nói, "Hoàn nghênh tới New York, xem ra không còn đường chạy nữa, ở lại vui vẻ đi." Nhìn bốn phía, Gia Minh vật đầu. Kẻ mặt rừng như còn mang theo ý cười nhưng hắn ở trong bóng tối nên không ai thấy rõ lắm. Xin còn muốn lên tiếng thì tiếng điện thoại di động đã vang lên, nàng lấy điện thoại ra nghe, alo, Smith, ừ, xử lý một chút việc, chuyện nhỏ mà thôi, được, tôi sẽ tới ngay, ừ, chào, 20 phút nữa tôi sẽ đến, cúp máy, cô gái cười nhìn đám thủ hạ xung quanh rồi chỉ vào Gia Minh. Thằng nhóc này giao cho mọi người, phải chăm sóc nó cẩn thận, phải nhẹ nhàng, không nên gây tai nạn chết người, tôi chỉ muốn đánh gãy hai tay hai chân nó mà thôi, ha 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 ha, cười lên quyến rũ, nàng ra dấu tay chào với Gia Minh rồi xoay người bước ra đầu con hẻm. Đến khi chiếc xe Jeep chạy đi thì một đám người mặc đồ Tây mới quay sang nhìn nhau, này, Tom, mày thích làm chuyện này, mày đến đi, nói đùa gì vậy, tại sao không phải là mày, tao không thích ra tay với đứa trẻ như vậy, Hans, tao nhớ việc đánh gãy chân mày thành thạo nhất, quả thực giống như lẻ non mà không đau. Động thủ với nó, mày đang xem thường tao sao, đến đây, chúng ta đấu đơn chỉ là đề nghị mà thôi, chúng mày làm ơn đi, nếu Diên đã nói thì dù sao cũng phải làm, chúng mày muốn bị cô ta ghét sao, làm xong chuyện này rồi về nhà cho sớm Jimmy vẫn còn đang chờ tao, vậy mày đi đi. Một đám người nhao nhao ồn ào, cuối cùng tên vừa mới nổ súng với Gia Minh bị đẩy ra, đây là một tên da đen lực lưỡng, tên là Billy, cạo chọc đầu, hắn vừa đi về phía Gia Minh vừa nói, này, New York vui vẻ chứ. Người Trung Quốc, tao thật không hiểu tại sao người Trung Quốc bọn mày đều muốn đến Mỹ. Bây giờ rơi vào tình cảnh này, hy vọng mày có thể nhớ kỹ bài học này. Mắt thấy hắn đi tới, hơn 10 người bên này đều quay sang nói chuyện với nhau, dù sao đánh gãy chân cũng không phải chuyện hay ho gì, cũng không có tên biến thái khát máu nào muốn đi xem cả. Vài giây sau, thanh âm của Billy đột nhiên im bặt, một tiếng rầm vang lên, mấy người quay đầu lại, bóng tối vẫn là bóng tối, bóng dáng thiếu niên vẫn ở đó, mà người đàn ông tên Billy lại nằm dưới chân hắn không nhúc nhích chút nào, ách, tiếp theo là ai? các người làm ơn nhanh lên một chút được không? Trong con hẻm sâu, đám người bên này ngây ngần, trong chốc lát bầu không khí trở nên yên lặng như tờ. chương 288 Ngươi là ai sớm đã nói con bị hoa mắt, con lại không tin, ban ngày nghĩ nhiều, ban đêm nằm mộng, con làm cho ta sợ muốn chết, mấy ngày kế tiếp chúng ta không đi dạo phố, tuyết lớn như vậy, hôm nay ta gọi điện thoại cho cha con, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về, dù sao bệnh viện này cũng đã kiểm tra xong, chúng ta không thể ở lại nước Mỹ an dưỡng được, Trở về, tim của ta bây giờ còn đang đập thình thịch đây này. Nữ nhân này nói liên thanh, cho tới khi xe con dừng ở bên cạnh đường của bệnh viện, cửa xe mở ra, tiến vào trong tòa nhà, vào trong thang máy, mẹ hai đều không ngừng nói, chuyện hôm nay quả thực đã khiến nàng quá sợ hãi. Trở lại trong phòng bệnh, Nhã Hàm dường như vẫn còn hoảng hốt, mẹ hai vừa nói, vừa ném toàn bộ những túi đồ mua được lên giường, sau đó chạy vào trong phòng vệ sinh tháo trang sức, sau một lát, nàng trở ra, trên mặt còn dính nước tóc đang buộc cũng bị tháo xuống. Tuy rằng, nàng ta thường nói mình bây giờ phải dựa vào son phấn, nhưng lúc này không son phấn gì cả trông cũng chỉ như một nữ nhân 30 tuổi mà thôi, đi tới trước giường, nàng đưa tay sờ chán nhã hàm. Không có sao chứ, có muốn ta gọi bác sĩ tới xem hay không, ta nghĩ con hãy ngủ một giấc đi, ngủ xong là tốt liền, ngoan nào, con ngủ đi, không nghĩ gì cả, ta đi ra ngoài trước, mẹ hay, đừng lo lắng, con không sao, ngồi ở bên giường, nhã hàm cười cười, nhưng chỉ nhận được sự khinh thường của đối phương. Lời nói chẳng có sức thuyết phục gì cả, khi mở cửa, Nhã Hàm lại bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, đi ra bên ngoài, mẹ Hai nhìn lại, thấy đám người man đầu đang nói chuyện phiến, thì hỏi Nhã Hàm, làm sao vậy? Ách không có chuyện gì, man đầu, Người có thể vào một chút không? Man đầu, ta. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn sang, man đầu cũng đưa tay ra chỉ chỉ mình, đợi cho Nhã Hàm gật đầu, hắn mới a một tiếng, do dự vào phòng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, mẹ hai nhìn vệ sĩ hai bên, không được nghe trộm đấy, sau đó, đi nhanh về phòng của mình. Trong phòng có chút vắng vẻ, tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, bầu không khí có vẻ âm trầm, ánh sáng trong phòng không đủ nên hơi tối, nhã hàm gật đầu, tùy tiện ngồi đi, sau đó chỉ một cái tủ đứng ở bên cạnh, cà phê, hai nước trái cây, ếch, nước trái cây. Ngồi xuống ghế salon, man đầu nghĩ bầu không khí dường như có chút quỷ dị, chẳng lẽ nữ nhân này tìm không được người, nên muốn câu dẫn mình trên giường, nhưng mà nữ nhân này có quan hệ với giản tố ngôn, tuy rằng rất có lực mê hoặc, nhưng cũng rất phải suy nghĩ. Sau khi nghĩ lợi lung tung, hắn nhìn nhã hàm, thấy trên mặt nàng chẳng có chút gì khẩn trương, nên đã hiểu, chuyện hương diễm như thế tuyệt đối không tới phiên mình, bằng không thì nàng lại đưa đưa ra thế kia, hơn phần nửa là, nước chanh, à, cảm ơn. Đặt nước trái cây xuống trước mặt man đầu, nhã hàm ngồi ở ghế đối diện, hai người ngơ ngác nhìn nhau, man đầu cũng chỉ cốc nước nhấp môi, Nhã hàm nhẹ giọng hỏi, man đầu, người rốt cuộc là người thế nào, hử, hắn trợn mắt lên, trông rất ngây thơ thuần khiết. Người rất lợi hại, có thể đánh nhau, còn có thể bắn súng, biết người muốn đối phó ta hôm nay là mafia mà chẳng sợ chút nào, người cố ý tiếp cận chúng ta, người rốt cuộc là ai, dùng ngữ khí mềm mại, nhã hàm ngẩng đầu lên, nói, người muốn đi theo ta, dù sao cũng phải nói cho ta biết chứ, ưng ực, ưng ực. Giờ cái cốc, man đầu uống một hơi cạn sạch sau đó cười đứng lên, xin lỗi, ta đi ra ngoài nghe điện thoại, gió tuyết gào thét, thiên địa cô độc, một chiếc xe Jeep đang đi dọc sơn đạo, tuyết động đầy thân xe, sau một lát, tài xế dừng lại, nữ tử tóc đỏ xuống xe, đi thẳng lên sườn núi. Một gã thủ hạ đi theo bên người, thỉnh thoảng nói đùa vài câu, mắt thấy sắp tới biệt thự trên sườn núi, cô gái lấy ra một cái điện thoại di động, bấm một dãy số. Trong một con hẻm của Manhattan, tiếng chuông vang lên, gió tuyết hỗn loạn thổi vào điện thoại tạo nên những thanh âm nức nở, có vẻ quỷ dị, điện thoại di động rơi trên mặt đất, máu tươi chảy tràn lan, thi thể ngổn ngang đầy đất. Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, một thân ảnh mặc áo choàng màu xám ném cây gậy, ngồi xổm trước cái điện thoại hứng thú nhìn máu tươi đang chảy, cho đến khi tiếng chuông đột nhiên ngừng lại, cất chó, đang làm gì mà điện thoại cũng không nghe. Trên sườn núi, nữ tử tóc đỏ hận mắng một câu, lúc này nàng đã đi vào trong biệt thự, vào phòng khách, Smith ngồi ở ghế sa lông chính giữa, xung quanh có mấy tiểu đầu mục trong gia tộc đang ngồi. Ngồi xuống bên cạnh Smith, nàng quyến rũ cười: Này, không có sao chứ? Cảnh sát không có chứng cứ. Với lại chuyện này rõ ràng ta bị người khác hại, có thể thế nào? Tức giản là tên tạp trùng ai cố ý muốn làm khó dễ ta mà thôi. Như mày, Smith nói, hôm nay em đi đàm phán với Robert, tình hình thế nào? Bên kia cũng muốn hòa giải cùng chúng ta, em cho hắn một bạt tay. Đi tới bên cạnh quầy bar rót một chén rượu. Diên cắn cắn môi, nhưng mà sau đó Joseph xuất hiện, hơn nữa bọn họ còn an bài một xạ thủ rất lợi hại, nói tóm lại, không đánh nhau tại chỗ, nhưng chuyện cũng không giải quyết được, chuyện này em sẽ lo tiếp, Joseph, xạ thủ, Smith cao mày. Ta muốn biết rõ quá trình xảy ra vụ việc, ok, Diên gật đầu, đem tình hình hôm nay nói lại từ đầu, nàng cũng không có giấu giếm sự kinh ngạc của mình, tất cả sự việc đều được nói ra, Smith gật đầu, cùng mấy người xung quanh thương lượng một hồi, nhận thấy cũng chưa có thiệt hại gì cả nên không nói gì. Sau chuyện này chính là những sự vụ mà gia tộc cần giải quyết, khoảng chừng hơn một giờ sau, tới giờ cơm trưa, Smith hỏi, được rồi, bọn Tom đâu, không theo em trở về sao, gọi điện thoại nhưng bọn họ không nghe, có trời mới biết họ chạy đi đâu, Diên nhún vai, hôm nay có gặp tên tiểu tử Trung Quốc, tiểu tử Trung Quốc. Chính là tên tiểu tử mà chúng ta gặp ở nhà Marilyn đó, em nói là em đã nhớ kỹ hắn, Diên cười cười, em và Tom muốn bắt hắn nhưng tiểu tử này thật là giàu hoạt, chúng em phải đuổi theo hơn một giờ, sau đó bị chúng em chặn lại. Ngay lúc đó em nhận được điện thoại của anh, nên nhanh chóng trở về, bây giờ chắc là tiểu tử kia đã chết rồi, như vậy không tốt, điều này sẽ làm căng thẳng tình hình của hai bên, Smith dường như chết cứ nói. Hơn nữa đó là du khách Trung Quốc, hiện tại sự ảnh hưởng của Trung Quốc đần tăng trên thế giới, du khách mà xảy ra chuyện, bọn họ sẽ tạo áp lực lên chính phủ, chúng ta cũng không nhận được kết quả tốt, em đã làm rồi, vậy thì làm sao? ngữ khí của Diên đã có vẻ hạ thấp. Đối với Smith gần đây tấn công Marilyn để đà kích Joseph, nàng rất là ghen ghét. Bây giờ lại thấy Smith bênh vực bạn của Marilyn nàng càng tức tối, nhưng còn chưa nói hết câu, đã thấy Smith vùng tay tát một cái. Ba một cái, thanh âm bạt tai vang lên trong phòng, những người ở bên trong đều thức thời đi ra ngoài. Smith chỉ nàng nói, ta nói cho cô biết, trong công việc nên thu liễm tư tâm của cô, nếu như không phải cô đã lên giường với ta, mà dám nói chuyện với ta như vậy, thì cô đã chết rồi. Ngừng lại một chút, Smith tiếp tục nói, cho dù thế nào cũng phải gọi điện thoại cho họ về ăn bữa trưa, nếu như đã xong, vậy thì chúng ta phải chuẩn bị tốt để khai chiến với Sally. Nhìn Smith, xin lau máu bên khóe miệng, không nói một câu ngồi ở trên ghế salon, lấy điện thoại di động ở trong túi sách, mắt thấy nàng ủy khuất ngồi bần thân Smith đoạt lấy điện thoại di động, bấm một dãy số, sau mười mấy giây đồng hồ, điện thoại đã được nhận, alo, ách, ưm ưm. Điện thoại đã nhận chừng một phút, Smith chỉ nghe được những thanh âm vụn vạn, ánh mắt của hắn trở nên trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì HTTB. Ếch, bọn họ tới đâu rồi? Trong lòng Smith đang nghĩ tới chuyện phải giảm bớt quan hệ với Diên thì một lát sau, Diên mở miệng hỏi. Không trả lời ngay, Smith ngừng đầu, ánh mắt phức tạp học ra một hơi thở, sau đó đưa điện thoại di động trở lại, nhìn về phía nữ nhân nói, các người, tổng cộng có bao nhiêu người? Ếch, hai người Hans, bọn họ cùng em đã trở về, bên phía Tom có chừng 20 người, tổng cộng là 23 người, Diên ngưỡng ngàng hồi đáp. 23, 20, cô nói là đã chặn được tên tiểu từ Trung Quốc kia, đúng vậy, men ha từng cạnh con đường số 6 có một ngõ cụt, một mình hắn, đương nhiên là một mình, rốt cuộc làm sao vậy, ý thức được sự tình không đơn giản, Jim đứng lên hỏi. Sau một khắc, Smith xoay người, phất tay, một cái bạc tai vang đội làm cho nàng ngã sấp xuống ghế, Smith ở trong phòng lớn tiếng giống lên, không sai, hắn chỉ có một người, chúng ta bên này có 20 người, cô là một con kỵ nữ tự đại, lúc nãy ta gọi điện cho cảnh sát mươi người, không nhiều không ít, bọn họ đều đã chết, ngay sau khi cô rời khỏi, họ đã chết trong ngõ hẻm. mươi 289, quyết định của nhã hàm tiếng gõ cửa lại vang lên, khoảng 10 phút sau, man đầu mới đi vào, để hắn uống xong một ngụm nước, nhã hàm mới hỏi, nói chuyện điện thoại xong chưa, có thể nói không, có thể, man đầu gật đầu, nở nụ cười. Cấp trên nói là có thể nói thẳng với cô, rất tốt, tôi cũng không cần phải nhiều lời, đơn giản mà nói, tôi là thành viên của tổ chức viêm hoàng giác tỉnh, thực chất nó nằm trong cục quốc an của Trung Quốc, giống như FBI của Mỹ mà cô vẫn thường thấy trong phim ảnh. Tôi là một đặc công, trong một lần hành động, thân phận bại lộ, cho nên mới đi theo các người. Đặc công, nhã hàm mở to hai mắt, tại sao phải theo tôi, giống như hôm nay ở siêu thị, cô gặp nguy hiểm, sao lại là tôi, có người muốn giết tôi à? Không phải giết, mà là bắt cóc, nguyên nhân chủ yếu là bọn họ muốn dùng cô để đối phó với giản tố ngôn nhã hàm ngẩn người trong mắt bỗng nhiên hiện lên thần thái rụ rỗ đối phó nàng nàng đã tới đây không sai kỳ thực cô đã gặp nàng rồi chỉ là cô không biết mà thôi chính là cô gái giết người sáng sớm hôm trước nghe thấy mấy câu này man đầu cảm thấy cô gái trước mắt mình đã thay đổi thần thái trong mắt đã trở lại tự nhiên trên mặt hiện một nụ cười lại nhớ tới suy đoán giản tố ngôn và trương nhã hàm đồng tính luyến ái không khỏi cảm thán hoa bách hợp thật là ác mình ngay cả bạn gái còn chưa có thật là lãng phí tài nguyên của xã hội, trong lòng tức hận như vậy, nhưng trên mặt lại chẳng biểu hiện gì cả, gật đầu nói. Không sai, người đó chính là giàn tố ngôn tiểu thư, sở dĩ cô ấy xuất thủ, là vì trên xe toàn là những sát thủ được phái tới để nghiên cứu địa hình, chuẩn bị tiến hành bắt cóc cô, sau đó thật bất hạnh, bọn họ đã gặp người không nên gặp gỡ. À, ha ha, nhã hàm cười cười. Tính cách của nàng, gần đây rất táo bạo, được rồi, vị tiểu huynh đệ cố gia minh kia cũng đã đã tới, sự kiện trong siêu thị hôm nay chính là do hắn làm khi cô chạy đi tìm người nhưng mà không phát hiện ra hắn thực ra hắn vẫn đi theo phía sau của cô chỉ là cô không phát hiện mà thôi hắn vẫn đi theo ta nhã hàm vừa cười vừa nói à hắn hai người bọn họ ếch bọn họ có liên hệ với các người à tôi là nói giản tố ngôn nói với các người là cô ấy tới bảo vệ tôi chuyện này không phải chúng tôi vẫn muốn chính thức gặp mặt giản tố ngôn tiểu thư nàng đã giúp chúng tôi rất nhiều sự tình chúng ta không biết biểu thị sự cảm ơn bằng cách nào nên mới tới đây bảo hộ trương tiểu thư suy cho cùng đây chỉ là phương thức mượn hoa hiến phật biểu đạt một chút thành ý mà thôi được rồi cô với giản tiểu thư có quan hệ rất tốt nếu như lần sau gặp nàng không biết có thể nói với nàng một chút vô dụng nhã hàm cắt ngang câu nói của hắn chỉ cần nàng đã quyết định tôi thuyết phục không được nàng bất cứ chuyện gì các ngươi nên biết tính cách của nàng không tốt lại là người theo chủ nghĩa vô chính phủ nhưng mà nếu nàng đã giúp các ngươi thì các ngươi còn vội vàng làm gì, chẳng phải nàng có hảo cảm với các ngươi hay sao? Các ngươi như ngàn vạn lần đừng đi tìm nàng, lần trước ta có chuyện chọc nàng tức giận ngươi xem, tới bây giờ nàng còn chưa chịu gặp tôi, do nói dối, nhã hàm không khỏi đỏ mặt, man đầu cũng chỉ gật đầu cười cười. Sau một lát, nhã hàm ngẩng đầu lên, tôi không gây cho nàng thêm phiền phức gì đấy chứ. Thực sự mà nói, ta cho rằng nếu như hai người là bạn bè, thì sẽ không có khái niệm bằng hữu, nhưng mà từ khi phát sinh chuyện khủng bố tập kích học viện Thánh Tâm, đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện man đầu gật đầu nói cô đã là bạn tốt của giàn tiểu thư vậy thì từ chuyện kia cô cũng biết có một nhóm người chuẩn bị gây bất lợi cho giàn tiểu thư sau sự kiện học viện thánh tâm chúng tôi phát hiện cô ấy chuẩn bị tới tokyo nhật bản đại náo một hồi bởi vì nơi đó chính là tổng bộ của đối phương nhật bản chủ nghĩa quân việt chủ nghĩa chủng tộc không không có quan hệ gì với quốc gia dân tộc cả thuần túy là một tổ chức mà thôi man đầu nở nụ cười khi nàng đang chuẩn bị thì cô lại tới nước Mỹ trị bệnh, thực ra bên Mỹ cũng có một phân bộ của tổ chức này, nhận thấy họ sẽ gây bất lợi cho cô, giản tiểu thư liền bỏ qua Nhật Bản, đầu tiên đi tới nước Mỹ, mục đích là vì bảo vệ cô. Nói tới chuyện này cũng rất tự hào, một tổ chức có lực lượng trải rộng khắp thế giới, nhưng mà ở thành phố Giang Hải, mỗi lần hành động của họ đều bị giết tới mức hoa rơi nước chảy mà về, nếu như không phải bởi vì không đối phó được giản tiểu thư, bọn họ cũng sẽ không vắt óc tìm mưu kế hạ thủ với những người. Bên cạnh của tiểu thư, hóa ra, là bởi thôi, Nhã Hàm thì thào tự nói, hai người lại ở trong phòng nói thêm một hồi. Man đầu đem toàn bộ những chuyện có liên quan tới giản tố ngô nói ra, Nhã Hàm tỉ mỉ lắng nghe, thỉnh thoảng sợ hãi than một tiếng, cho dù nàng có nghĩ như thế nào, cũng không ngờ, cố Gia Minh nhìn như tầm thường lại biết quá nhiều chuyện không tầm thường như vậy. Tương đối mà nói, cái tâm tư nho nhỏ của nàng thực ấu trĩ tới tột đỉnh, khoảng chừng qua hơn nửa canh giờ, nàng gật đầu, đưa man đầu ra cửa, cảm ơn ngươi, nếu như không có gì ngoài ý muốn tôi muốn đặt vé máy bay trở về trước đêm hôm nay tôi không thể ở lại đây gây thêm phiền toái cho cô ấy được đêm hôm nay thời gian trị liệu của cô còn hai ngày mà theo dõi thì được cái gì đơn giản chỉ là để tham khảo mà thôi kỳ thực cái này cũng không phải bệnh nan y ở trong nước cũng có người trị được nếu như làm không tốt sẽ phải đổi thận mà thôi nhã hàm kiên định cười cho dù như thế nào đêm nay tôi không thể không đi được tôi sẽ báo cáo cấp trên trừ bảo tiêu của cô sẽ có một nhóm người tin cậy hộ tống cô an toàn về nước. đương nhiên đám người tin cậy này bao gồm cả tôi. Man đầu chỉnh chỉ mình, nở nụ cười. nhưng mà tôi đoán rằng cô tự động bỏ mấy ngày trị liệu, trương phu nhân sẽ khó mà đồng ý. khóc với mẹ hai một hồi là được. nhã hàm vừa cười vừa nói, mở cửa, đợi cho man đầu đi ra ngoài trước. sau đó nàng nhìn đội trưởng đội vệ sĩ, nói: trần tiên sinh, phiền ông đặt hai vé máy bay đêm nay về thành phố giang hải được không? tôi nhớ là hình như một giờ ba mươi phút có một chuyến thì phải đêm hôm nay đi trên mặt của trần tiên sinh hiện lên sự nghi hoặc tuyết hôm nay rất lớn tuy rằng trên tv nói là vẫn bay nhưng mà tình hình sẽ không tốt hơn nữa ý của phu nhân ngay bây giờ tôi sẽ đi nói với mẹ hai không thành vấn đề tôi có lý do trọng yếu không đi không thể ông cứ đi đặt vé máy bay trước đi tôi sẽ nói với mẹ hai trong khoảng thời gian nhanh nhất máy bay cũng không có vấn đề gì nếu như hôm nay dừng bay thì mai sẽ bay được tôi lập tức đi trần tiên sinh gật đầu bước đi Nhã Hàm muốn đi tìm mẹ hai, thì man đầu bỗng nhiên nghiêng đầu tới, có một vấn đề muốn hỏi một chút, cái gì, vì sao cô không nghi ngờ, những gì tôi nói cô đều tin hết sao, ta không biết người có nói thật hay không, nhưng ta biết, người sẽ không hại ta. Lẽ nào bởi vì tôi trông thành thật thuần hậu, vì vậy mà cô tin tưởng tôi, không phải, bởi vì ngươi biết sự lợi hại của nàng, ách, trên mặt Nhã Hàm hiện một nụ cười như tỏa nắng, nếu như ngươi muốn hại ta, thì ngươi có thể ở bên cạnh ta lâu như vậy sao, ngươi đã sống chết rồi. Nghe nhã hàm tràn ngập lòng tin nói như vậy, man đầu nghiêng đầu sừng suốt nửa ngày, sau đó bất đắc dĩ gật đầu, cũng đúng. Một giờ ba mươi phút sáng mai bay, nói cách khác, tối đa chỉ còn mười hai giờ đồng hồ nữa là mục tiêu sẽ thoát khỏi tổng kiểm soát của chúng ta, đến lúc đó một lượng lớn người của việc hoàng giáp tỉnh sẽ bảo vệ bên cạnh nàng. Nói cách khác, trừ phi đánh bom tự sát hoặc dùng tên lửa quân đội không kích thì chúng ta không còn cách nào lưu vị trương tiểu thư kia ở lại nước Mỹ được, trong phòng, choang Amir hai tay giao nhau, Báo cáo tình hình lại với Castro, ở bàn đối diện, Castro cầm tờ giấy mà đối phương đưa cho, khó khăn nói. Đương nhiên không thể làm chuyện như vậy được, cho nổ máy bay sẽ khiến cho chính phủ Mỹ tiến hành đàn áp chúng ta, nhưng mà kế hoạch khác của cậu có gì khác không, khác ở chỗ không cần cho nổ máy bay. Ác, thật tốt, Castro tán thường lập lại một lần, không cần cho nổ máy bay. Nếu để nàng rời đi, thể diện chúng ta bị mất hết, sẽ không ngóc đầu lên được trước bản bộ Nhật Bản, Choang Amir nói. Mà An đã chết. Bây giờ chúng ta không còn người điều tra được nội tình của viêm hoàng giác tỉnh và hoa tuy líp, làm cho tôi cảm thấy đáng sợ là hoa tuy líp dường như biết rõ nhất cử nhất động của chúng ta, bằng không nàng không có khả năng giết chết an đơn giản như vậy, hắn là người theo dõi tốt nhất. Kế hoạch trước mắt nhìn thì như điên cuồng, nhưng mà biểu hiện chỉ là bang phái sống mái với nhau mà thôi, tối trọng yếu là, đây mới là binh pháp chính đạo, ở trên địa bàn của chúng ta, cái kế hoạch này có thể đối phó bất cứ người nào, đánh đầu tháng đó, không gì cản nổi. Ngài cũng nên hiểu, cẩn thận là tốt, nó là một kế hoạch tốt nhất, ha ha, trầm mặc một lúc, Castro ngẩng đầu lên, nói, nếu như đối phó với ai cũng dùng kế hoạch thế này, vậy thì tôi còn cần cậu làm gì, cần tôi thuyết phục ngài dùng kế hoạch này, ok, lúc này, Castro thẳng thắn gật đầu. Vậy hãy làm đi, thời gian rất cấp bách, bên kia, khi Castro quyết định thực hiện kế hoạch, trong một quán cà phê bên cạnh bệnh viện của Nhã Hàm, Gia Minh dừng đánh máy vi tính, nhíu mày, 1 giờ 30 phút sáng chẳng phải là đêm hôm nay hay sao, thật là hao tâm tổn trí. Chương 290 Tuyên chiến bão tuyết khiến ranh giới giữa ban ngày và ban đêm trở nên mơ hồ, không biết từ lúc nào đèn đã sáng lên, bóng đêm phủ xuống. Tại cửa sau của phân cục cảnh sát số 5 của Manhattan, mấy chiếc xe hơi dừng lại phía dưới cột đèn, hơn 10 người trước sau bước ra khỏi xe, cầm đầu là một người da trắng trường 4, 50 tuổi, vẻ mặt rất lạnh nhạt nhưng lại khiến người khác có cảm giác rất ôn hòa, đi bên cạnh là Smith, xin và những người của gia tộc, gambino khác sau khi smith lấy điện thoại di đi động ra gọi một cuộc khoảng vài phút sau một người đàn ông mặc thường phục mở cửa sau ra nghênh đón những người đang đứng dưới mưa tuyết này xin chào damico tiên sinh gần đây ngài vẫn khỏe chứ smith lauser louis xin người nọ chào hỏi với gần như tất cả mọi người trước mặt john damico tiến lên bắt tay với đối phương nở nụ cười xin chào jonas price thực ra tôi hy vọng có thể nhanh chóng đến xem thi thể những người đã chết đương nhiên đã sắp xong rồi lúc nào ngài cũng có thể đến xem thi thể bọn họ, trong lúc nói chuyện thì Jonas đã dẫn đám người đi theo tiến vào từ cửa sau. Trong thành phố với nhân khẩu lên tới hơn 10 triệu người này, mỗi cục cảnh sát đều gánh vác một trọng trách cực kỳ quan trọng, vì vậy, cho dù chỉ là phân cục nhưng tòa nhà ở đây cũng có quy mô tương đối lớn. Trên đường tiến vào, Jonas chào hỏi những người xung quanh, có người gật đầu đi qua không có gì ngạc nhiên cả, cũng có người tò mò nhìn về phía đám người bọn họ vài lần, chỉ một lát sau, đám người đi đến trước thang máy sau đó chia làm hai nhóm đi xuống tầng ngầm thứ hai. Qua một lối đi thật dài, bên cạnh có phòng giám định pháp y, phòng cấp cứu, phòng giải phẫu cuối cùng là nhà xác. Thực ra chiều này bác sĩ pháp y đã đến đây, nguyên nhân cái chết cũng khá rõ ràng, chỉ là dựa theo trình tự, ngày mai mới có thể nhận được báo cáo pháp y, khoảng 3, 4 ngày sau mới tổ chức tăng lễ được, mà ngày đó lại là Giáng sinh, hy vọng có thể sớm hơn một chút, Jonas tiên sinh. Đương nhiên, tôi sẽ hết sức phối hợp với pháp y sĩ quan cảnh sát kia gật đầu, sau đó dẫn mọi người vào nhà xác, bởi vì đang là ngày đông giá rét, nhiệt độ của nhà xác cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh hơn. Một lát sau, sĩ quan kia bấm mã số mở thiết bị làm lạnh ở xung quanh rồi đưa 21 thi thể ra trước mặt mọi người, Damico tiên sinh ngài có thể xem, đây là báo cáo khám nghiệm bước đầu, 20 người, nguyên nhân tử vong đều khác nhau, lễ dao, vật cứng, có thể là bị gậy gỗ đập vào đầu. Có hai người bị bẻ gãy cổ, một người lồng ngực bị lực rất lớn đánh vào, hầu như cả lồng ngực đều lõm vào, còn lại là bị bắn. Chúng ta có thể thấy trong cùng một thời gian có rất nhiều người ra tay, mà điểm kỳ lạ nhất là có 7 người bị bắn chết, tất cả bọn họ đều bị chính súng của mình bắn. Hiện trường không còn vết máu nào khác, không có đầu đạn dư thừa nào cả, không thể nào, Smith nhíu mày, bọn họ có 20 người, hơn nữa mỗi người đều mang súng, cho dù có nhiều người mai phục hơn đi nữa thì cũng không thể vừa lao ra đã cướp được súng của bọn họ rồi giết chết, chuyện này. Cho nên chúng tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu. Sĩ quan Jonas kia gật đầu, vén tấm vải phủ một thi thể lên, nói, mọi người xem, Tom, các anh biết hắn rồi đó. Ừ, cho dù là tôi cũng biết rõ, năng lực chiến đấu của anh ta rất không tồi, sự thực chứng minh rằng lúc đó hắn có rút súng ra nhưng tay phải lại bị người khác bẻ gãi một ngón, sau đó bị xoay ngược súng lại bắn thẳng vào huyệt thái dương, một phát mất mạng, mà súng của hắn cũng chỉ đổ một phát, hơn nữa khẩu súng. Vẫn còn cầm trong tay mình, nhìn về mặt mọi người, Jonas dừng lại một lát rồi nói tiếp. Tôi nghĩ hẳn là mọi người cũng biết điều này có nghĩa là gì. Trong nháy mắt khi hắn rút súng ra, có người dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, một tay cùng nắm vào khẩu súng của hắn tay kia đánh gãy các đốt ngón tay, sau đó nổ súng. Bởi vì tuyết rơi quá lớn, súng của bọn họ lại lắp ống giảm thanh nên người bên ngoài đại lộ không chú ý đến những tiếng nổ nhỏ này, quá khó tưởng tượng. Một người đứng bên cạnh nói, tom cường tráng như một con trâu, không ai có thể một đấm đánh gãy tay hắn được, hơn nữa hắn còn chưa kịp nổ súng đến một phát. Không, có người có thể, im lặng một lát, Smith gật đầu, Joseph có thể, hơn nữa, mọi người nhìn lồng ngực Donan xem, hoàn toàn bị lõm xuống, xương ngực gãy hết, đây là đánh từ bên cạnh, không phải dùng gậy, đây là một cú quét chân với lực lớn nhất, quyền thủ đứng đầu chân chính có thể đá gãy cột đá, thậm chí đánh thủng tường. Joseph có thể làm được như thế, Jonas cũng gật đầu, nhưng vấn đề là hắn không thể nào giết 20 người trong chớp mắt được, cho dù có đến 20 Joseph mai phục ở đó thì cũng không dám đảm bảo những người này vừa rút súng thì đã bị khống chế, sau đó vặn ngược súng lại bắn chết bọn họ. Trên đời không có chuyện gì là không có lý do cả, đến lúc này, Trương Damico vẫn một mực xe báo cáo và nghe ý kiến của người khác mới mở miệng nói, sở dĩ có thể khiến chúng ta cảm thấy nghi ngờ, điều này chứng minh rằng đối phương làm quá hoàn mỹ, vậy thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Smith hỏi. Damico im lặng một lát rồi nói, thằng bé người Trung Quốc bị đem làm mồi nhiều kia lai lịch của hắn đã điều tra rõ ràng chưa đã điều tra chỉ là một người bình thường không thể điều tra kỹ lưỡng hơn sau sự kiện về đường kính nghiêu, chính phủ trung quốc rất đề phòng chúng ta vì vậy tin tức phía bên kia không linh thông lắm smith trì hoãn chỉ là nghe nói hắn là bạn ở trung quốc của mẹ con marilyn là chuyện mấy năm trước đó mấy năm trước chuyện đó là do ta điều tra còn nhớ chữ damigo gật đầu mấy năm trước hắn đã là một trong những người quản lý cao tầng nhất của gia tộc cambino vì vậy khi gô đi nhỏ thoái vị hắn mới thuận lý thành trương trở thành giáo phụ mới. Chuyện kia do chính phủ Trung Quốc chủ đạo, đặc biệt là từ tình huống mấy năm nay của gia tộc Sally đến xem, dã tâm với Trung Quốc của chúng ta quá lớn nên đã khiến chính phủ Trung Quốc cảnh giác, về phần đường kính nhiều, có lẽ cũng do chính phủ Trung Quốc đã sớm phát hiện manh mối nên mới âm thầm giải quyết hắn. Nhân tiền cứu luôn mẹ con Marilyn, đi qua từng thi thể, đa mì cô nhẹ nhàng gõ lên hòng đựng thi thể, hiện giờ, năm gia tộc lớn sẽ không cho phép bộc phát chiến tranh toàn diện mọi người nhìn chằm chằm hắn mà không nói gì, ai cũng biết, đây là lúc hắn chuẩn bị đưa ra quyết định. Tôi vừa mới tiếp nhận vị trí này nên không thể khiêu khích mọi người, muốn cố gắng biểu đạt thiện ý, lôi kéo bọn họ là nguyên tắc không thay đổi, nhưng 20 người đã chết, nếu cứ im lặng như vậy thì sau này tôi sẽ không có bất kỳ địa vị đáng nơi nào tại Mỹ, tất cả mọi người sẽ biết, John Damico là một kẻ hèn nhát, cho nên tôi biết mọi người đã chuẩn bị xong, bắt đầu hành động từ bây giờ, trước khi bọn họ kịp phản ứng lại tôi muốn lão Victor phải trả giá xứng đáng. Tôi cho các người hai ngày, tối ngày thứ hai, cũng là đêm Giáng sinh, tất cả mọi hành động đều phải dừng lại. Đến lúc đó, hẳn là chúng ta đã nhận được lời khuyên dừng tay của các gia tộc còn lại. Ngày 24 là Giáng sinh, tôi sẽ đi xin lỗi lão Victor, 9 giờ tối, thành phố sáng rực ánh đèn, xe cộ qua lại không dứt, nhìn qua cửa sổ bám đầy tuyết. New York ban đêm đầy ánh đèn, điểm suyết thêm những bông tuyết đầy trời cũng trở nên khá thanh nhã. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé! hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo